như thế nào mà Phật nay bị nhức đầu cùng các việc không may khác? Phật đáp: Thuở xưa cách nay rất lâu, nơi thành La Duyệt Kỳ bị nạn đói kém đến nỗi một bát gạo đổi được một bát vàng. Người ta phải lượm xương khô giả nhỏ nấu nước uống đỡ, đào củ cỏ để ăn. Bây giờ trong nước có một đại thôn tên là Chi Việt. Cách thôn ấy không xa có một cái hồ to rộng rất nhiều cá, nên người ta gọi là hồ Đa Ngư. Dân chúng thôn Chi Việt đều dời gia đình đến ở bờ hồ, ngày ngày bắt cá ăn cho qua nạn đói. Các người chạy lưới được cá thì đem lên mé hồ làm thịt. Cá nhảy túa trên đất. Lúc ấy có một đứa trẻ độ 4 tuổi thấy cá nhảy, bèn reo mừng lấy que củi đập đầu chúng. Dưới hồ Đa Ngư có hai thứ cá, cá đa thiệt và cá phụ. Hai chú cá cùng nhau nghị luận: Chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, hậu thế quyết báo hận này. Phật bảo tiếp: Tất cả dân chúng nam nữ lớn nhỏ trong thôn Chi Việt thuở ấy nay là những người thuộc dòng họ Thích tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đứa trẻ lấy que củi đập đầu cá chơi lúc ấy nay là ta đây. Cá phù là vua Tỳ Lâu Lạc, cá đa thiệt là ác thiệt quân sư của Tỳ Lâu Lạc Vương vậy. Do nhân duyên lấy cây đập đầu cá, ta bị đọa địa ngục không biết mấy ngàn năm. Đến nay tu đắc quả chánh đẳng, vẫn còn nghiệp báo trả. Trong lúc vua Tỳ Lâu Lạc sát phạt dòng họ Thích thì ta bị nhức đầu chửi dội. Xá Lợi Phất, ông có biết đầu ta nhức thế nào không? Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh 4 thăng đem đến, ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán, tức thời nước bốc hơi tiêu mất đi. Ví như đốt một cái chảo không suốt ngày rồi rưới nước vào, nước liền bị nóng khô. Đầu ta nhức cũng vậy. Xá Lợi Phất, ông xem Như Lai đã tận dứt cái ác, muôn hạnh lành viên mãn. Trời người thần quỷ, vua chúa quan dân thảy đều tán thán ca ngợi, mà còn chịu duyên nghiệp ấy. Huống những kẻ mê si chưa đắc đạo, ông và Chư La Hán cùng tất cả chúng sanh nên học lấy gương này, ráng gìn thân khẩu ý, chớ phạm vào ác nghiệp. Phụ Bình. Theo truyện Phật, lúc vua Ba Tư Nạc sang Ca Tỳ La Vệ cầu hôn với hoàng tộc, trong dòng họ Thích thấy Ba Tư Nạc là vua một nước nhỏ nhoi, cho rằng không xứng đáng. Nhưng vì muốn giữ tình giao hảo nên chọn một tỳ nữ xinh đẹp tráo hôn. Tỳ nữ ấy về ở với vua Ba Tư Nạc, sanh ra thái tử Tỳ Lâu Lặc. Một hôm thái tử Tỳ Lâu Lặc về thăm quê ngoại, bị những người trong hoàng tộc Thích Chủng khinh khi mắng Tỳ Lâu Lặc là con của thị tỳ. Tỳ Lâu Lặc hổ thẹn giận lắm, bảo ác thiệt. Viên Quan theo hầu thái tử: Sau này ta lên ngôi, người nhớ nhắc ta rửa hận này. Về sau khi thái tử được lên ngôi, quân sư ác thiệt nhắc lại chuyện xưa, khuyến khích Tỳ Lâu Lặc đem binh diệt dòng họ Thích. Trong lúc cả họ Thích bị bại thì Phật cũng bị nhức đầu dữ dội. Chuyện trên nêu rõ việc nhân quả báo ứng của nghiệp sát, sát sanh là một trong ba ác nghiệp của thân, điều mà chúng ta thường phạm đến. Sát mạng phải đền mạng, đó là lẽ dĩ nhiên, không trốn khỏi cơ trời báo ứng. Song nghiệp sát cũng có chia ra nặng nhẹ khác nhau. Về ngoại cảnh, làm chảy máu thân Phật, giết A-la-hán, giết thầy, cha mẹ và người ân của mình thì tội nặng hơn hết. Giết chúng sanh đồng hạng với mình tội bậc trung, giết loài hạ đẳng chúng sanh tội nhẹ hơn hai việc trên. Về tội tâm, lòng sân hận cố ý sát hại tội nặng. Tuy lòng sân hận nhưng không định giết, vì lỡ tay giết mạng, hoặc giả mình sát sanh nhưng không sân hận thì tội bậc trung. Giết bằng cách vô tâm ngộ sát tội nhẹ.
về thời gian khởi tâm. Trước khi sát ý đã hân hoan với việc sắp làm, như vui vẻ rủ nhau săn bắn. Đang lúc sát và sau khi sát được, lòng càng bừng rỡ, đó là tội nặng hơn hết. Có ý như trên, nhưng sau khi sát rồi, lòng biết hối hận thương xót, tội nhẹ. Vô tâm ngộ sát, rồi lại hối hận thương xót, tội nhẹ hơn hết. Lấy đó mà suy xét cân phân, thì rõ tội nghiệp sát của mình làm nặng hay nhẹ, các nghiệp khác cũng như vậy. Giết lớn tội lớn, giết nhiều tội nhiều. Nhưng than ôi, việc làm chánh yếu của nhân loại hiện nay là sát hại sinh mạng. Những cuộc tàn sát giữa người và người đang diễn tiến trên thế giới, ngày nay ai lại chẳng đau lòng khi nghe đến. Nhưng thôi, đây là của vấn đề to lớn mà cá nhân không tài gì ngăn cản. Nay xét việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cải thiện được phần nào. Nghiệp sát thật khó giữ cho khỏi. Con người vì sự xê dịch, ăn uống hàng ngày, phải vô tình hay cố ý sát hại biết bao sinh mạng. Bước đi một bước, cuốc một khoảng đất, đặt một luống cày, tức có vô số sanh linh bị giết. Hơn nữa, vì miếng ăn ngon miệng, chúng ta thường tìm đủ cách bẫy rập các loài vật để ăn, dẫu biết rằng ngày sau ta phải bồi thường rất thống khổ. Có vị thiền sư làm bài kệ khuyên đời bớt sát sanh: thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu nơi lò thịt, gây thành lửa chiến tranh. Lấy công tâm mà xét, giết loài vật để ăn là một hành động bất công. Tuy nay chúng nó yếu hèn không chống cự nổi, nhưng oán hận cũng có ngày báo trả. Con người tìm vui thích trong đau khổ của kẻ khác, nuôi thân mạng bằng xương máu của các loài vật, lại đòi được sống tự do hạnh phúc, đó chẳng khác nào trồng bồ hòn mà mong trổ những quả cam đường ngon ngọt. Thật ra cái đòi hỏi ấy nghe chẳng mấy xuôi. Nếu muốn giữ được tự do hạnh phúc, nên giữ giới bất sát. Do nhân không bắt bớ làm thiệt mạng và đau đớn chúng sanh, không làm chia lìa bầy đủ của chúng, đời đời sanh ra được phước báo trường thọ, mạnh khỏe, không bị ai bắt bớ, làm thống khổ mình và quyến thuộc được sum vầy hạnh phúc. Việc nhân quả còn là chuyện của thế gian, giả lại đã qua rồi, không sao lấy lại được. Giờ đây chúng ta nên hạ tâm thương xót đến những loài nhỏ bé yếu hèn mà tha thứ dung dưỡng chúng nó, chớ ăn nuốt mạng của chúng một cách quá hời hợt dư thừa. Và hãy dừng tay lại, chớ gấp thêm một miếng thịt của chúng khi ta đã vừa no. Được như vậy, tất nhiên do ảnh hưởng ở đôi đũa của ta mà chiến tranh sẽ bớt dần. Hai mươi bốn, Phật giải bảy đề mộng của A Nan. Một hôm Phật ở thành Xá Vệ đang thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe, thấy A Nan sắc diện ưu sầu, Phật hỏi ông: A Nan, vì sao hôm nay ông có vẻ không vui? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, đêm rồi con nằm mộng thấy bảy điều quái lạ. Tâm con linh cảm đó là việc bất lành nên lo sợ. Ông thấy những gì? Bạch Thế Tôn, đề mộng thứ nhất thấy các sông biển đều bốc lửa lên dữ dội, ngọn lửa ngất trời. Phật bảo: A Nan, đó là điểm ám chỉ sau này trong tăng chúng nhiều người ác nghịch, ít kẻ thiện tâm. Vì muốn được sự cúng dường nên cùng nhau tranh cạnh, ví như nước biển trong mát biến thành lửa dữ. Vậy còn điểm thứ hai? Bạch Thế Tôn, kế đó con thấy mặt trời đã lặn, trên trời lại chẳng có một vì sao, khiến khắp Ta Bà đen tối mịt mờ. Phật bảo: A Nan, điểm ấy báo trước không bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, các đệ tử cũng nhập diệt, con mắt huệ của trời người đã mất,
chúng sanh mê tối. Vậy điềm kế ra sao? Bạch Thế Tôn, điềm mộng thứ ba con thấy các tỳ kheo không tuân theo quy chế của Phật, khoác áo cà sa vào chùa bị rơi xuống hố, kẻ tại gia bạch y lại đạp lên đầu các tỳ kheo ấy. Phật bảo: A Nan, điềm ấy ám chỉ vào thời Vị Lai tỳ kheo miệng thuyết giảng kinh điển nhưng chẳng phụng hành, chỉ lo ganh ghét mưu hại lẫn nhau, rốt cuộc bị đọa lạc. Nhóm bạch y thừa cơ đứng lên khinh miệt Tam Bảo, phỉ báng tăng chúng và hủy hoại chùa tháp. Vậy còn điềm thứ tư? Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không lành lẽ, đi quanh quẩn trong lùm bụi gai góc. Phật bảo: A Nan, điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo bỏ pháp y, phá giới luật, vui theo việc thế tục vợ con. Đó là điềm bất hạnh cho đại pháp. Vậy còn điềm thứ năm? Bạch Thế Tôn, con thấy nơi rừng Sầm Uất có rất nhiều heo rừng ủi tróc gốc đại thọ chiên đàn. Phật bảo: Điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo chỉ lo về sinh hoạt, bán Phật buôn kinh để sống. Vậy còn điềm kế tiếp? A Nan bạch: Trong điềm thứ sáu, con thấy voi lớn chán bỏ voi con, còn sư tử chúa của muôn thú rừng đã chết, các thú khác vẫn khiếp sợ mà xa lánh. Nhưng không bao lâu, trong thân sư tử sanh ra những sên trùng, chúng trở lại ăn rút thịt sư tử. Phật buồn bã khẽ lắc đầu bảo: Voi lớn bỏ voi con ám chỉ đời Vị Lai, các trưởng lão tỳ kheo chỉ lo tư lợi, không dẫn dắt kẻ hậu tiến. Các thú khác sợ sư tử nên tránh xa, còn sên trùng trong thân sư tử sanh ra trở lại rút thịt sư tử. Đó là điềm báo trước chánh pháp của Như Lai, chẳng phải do ngoại đạo làm bại hoại, mà do chính các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của ta tự làm hoại pháp ta. Vậy còn điềm cuối cùng? Bạch Thế Tôn, con thấy mình đội núi tu di mà không biết nản. Phật bảo: A Nan, điềm ấy báo trước sau 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo trời người đều mong nơi ông mà học hỏi và kết tập kinh điển. Hai mươi lăm, bố thí được phước báo hiện tiền. Tại thành Xá Vệ, có vợ chồng trưởng giả nọ sanh được một gái đẹp đẽ phi thường, đặt tên là Thúc Ly. Đứa bé vừa sanh đã có y phục trắng mịn che thân, lớn lên y phục cũng lớn theo. Nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ rước thợ bạc về chạm nữ trang để làm của hồi môn cho nàng. Thúc Ly hỏi: Cha mẹ sắm những thứ ấy để làm gì? Con đã lớn, cha mẹ định gả con nên sắm nữ trang cho con. Thúc Ly nói: Con không muốn lập gia đình, xin cha mẹ cho con xuất gia. Cha mẹ nàng rất nuông chiều con nên ưng thuận theo lời xin, bèn truyền đem hàng giải ra các may pháp phục cho nàng mặc đi tu. Nàng ngăn lại bảo: Con sanh ra vốn y phục bảo thân, cha mẹ chớ nhọc lo, xin đem con đến yết kiến Phật cầu xuất gia. Khi Thúc Ly được Phật thâu làm tỳ kheo ni, y phục của nàng cũng biến thành ngũ y. Nàng tinh tấn tu học, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Bấy giờ A Nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thúc Ly tỳ kheo ni do phước nghiệp gì được sanh trong gia đình giàu có, vừa sanh ra đã có y phục tùy thân, xuất gia chẳng bao lâu chứng quả A La Hán? Phật bảo: Ông hãy nghe kỹ, suy xét tận tường, ta sẽ vì ông mà nói rõ duyên do ấy. Thuở quá khứ xa xưa, có Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện cùng chư đệ tử rộng độ chúng sanh. Lúc bấy giờ, vua và thần dân trong nước thiết đại hội cúng dường cầu nghe pháp. Có một vị tỳ kheo thường đi khuyến hóa khắp nơi,
đến một chòi tranh nọ, gặp một người đàn bà nghèo khổ tên là Đàn Địa Già. Tỳ kheo khuyên nàng ấy nên đến chỗ Phật bố thí và nghe pháp. Tỳ kheo giảng giải về công đức bố thí và tai hại của tánh tham lam bỏng sẻn cho nàng nghe. Đàn Địa Già nghe xong bảo tỳ kheo hãy chờ giây phút, nàng vào thuật lại với chồng và ngỏ ý muốn bố thí. Chồng nàng tưởng vợ có dành dụm chút ít tiền riêng nên hứa: thì muốn thí thì thí đi. Nàng chỉ vào cái chăn, chồng nàng bảo: cái chăn ấy mặc để đi ra ngoài kiếm ăn, nếu cho tất ngồi nhà chết đói hết à. Nàng khuyên giải: vợ chồng ta kiếp trước không bố thí nên nay cùng khổ tới nỗi này, nếu không làm được việc phước nào, ngày sau e còn nguy khốn hơn nữa. Thà nay bố thí mà chết, sao có chỗ hy vọng. Chồng nàng nghe nói vui vẻ chịu chết để bố thí. Nàng trở ra đứng nấp trong cửa bạch tỳ kheo: xin đại đức nhận vật bố thí này. Tỳ kheo bảo: đàn việc hãy ra đây bố thí để ta chú nguyện. Nàng đáp: tôi chỉ có tấm chăn để mặc, nay đem bố thí, thân lõa lộ không ra được, xin ngài nhận cho. Nói xong, nàng ném chăn ra cửa. Tỳ kheo lấy chăn chú nguyện rồi đem về chỗ Phật. Đức Phật bảo tỳ kheo đưa tấm chăn ấy cho ngài. Ngài tự tay cầm lấy chăn, khiến vua quan và tí chúng đại hội đều có ý hiềm tỵ. Vì sao Phật tự dùng cánh tay muôn phước trang nghiêm thọ lãnh vật thô tệ dơ giấy như thế? Phật biết tâm lý chúng nhân, bèn đưa chăn ra bảo: ta xem tất cả các món quý giá trong đại hội cúng dường hôm nay chưa bằng được vật này. Phật thuật rõ việc vợ chồng Đàn Địa Già chịu lõa lồ chết đói trong xó nhà để thí, thế nên vật khinh mà tình trọng. Nghe Phật nói, mọi người đều cảm động. Hoàng hậu tháo đồ trang sức và ngọc, cả vua quan cũng đem y phục tiền bạc góp lại gửi giúp vợ chồng Đàn Địa Già và bảo đến chỗ Phật nghe pháp. Thuật đến đây, Phật bảo A Nan: Đàn Địa Già nghèo khổ xưa kia nay là Thúc Ly Tỳ Kheo Ni vậy. Do lòng thanh tịnh bố thí nên trải 91 kiếp sanh nơi nào đều có y phục tùy thân, không hề túng thiếu. Và do ngày trước ở nơi pháp hội của Tỳ Bà Thi Phật nghe pháp phát nguyện giải thoát, nên nay được gặp ta và đắc đạo quả A-la-hán. Vậy các ông nên tinh tấn nghe pháp bố thí. Phụ bình. Sự giao tiếp ở đời người ta thường bảo tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Việc bố thí cũng vậy, cái cao quý do tấm lòng, không tại nơi vật quý. Và bố thí một ít nhưng thâu hoạch cả muôn vàng. Hai vợ chồng Đàn Địa Già chỉ có một cái chăn, người này mặc đi kiếm ăn thì người kia phải trần truồng ngồi nhà đợi. Ôi, trên đời có vô số kẻ cơ bần, nhưng nghèo đến như hai vợ chồng này thật thế gian hy hữu. Vậy mà Đàn Địa Già làm được phước báo nhãn tiền và đời đời sanh nơi phú quý có y phục tùy thân, chỉ đến đắc đạo tưởng chưa quá đáng. Chúng ta giàu nghèo lắm cũng bằng Đàn Địa Già là cùng. Thản nhiên chưa làm được việc bố thí, chớ đổ rằng vì túng thiếu mà nên tự nhận vì thí tâm của ta chưa dõng mãnh vậy. Hai mươi sáu, thấy sát sanh vui theo bị quả báo. Có một vị trưởng giả tài của vô số kể nhưng hiếm con. Ông chỉ có một người con để nối dòng. Con ông rất thông minh, tuấn tú, thế gian ít người sánh kịp. Bao nhiêu tình thương và hy vọng ông đều đặt vào đứa con yêu quý duy nhất ấy. Đứa nhỏ đến tuổi thành nhân, ông chọn nơi môn đăng hộ đối cưới vợ cho con. Một hôm vợ chồng nó ra huê viên ngắm cảnh, vợ thấy hoa phượng dĩ nở đỏ cành thật thích ý. Chồng muốn làm vừa lòng vợ, trèo lên cây định bẻ một cành hoa biếu vợ, chẳng may gãy nhánh té xuống chết tốt.
Trưởng giả hay tin con té chết, quá đổi sầu thảm, khiến người tẩn liệm quàn tại nhà sau. Ngày ngày ông đến linh cữu khóc than thảm thiết, ngất đi tỉnh lại chẳng biết mấy lần. Ngày kia Phật đi hóa trai đến nhà trưởng giả, ông thỉnh Phật vào nhà cúng dường cơm nước. Phật thấy ông buồn rầu tiều tụy, bèn hỏi duyên do. Trưởng giả đem việc con mình chết bất đắc kể lại và bạch: Bạch Thế Tôn, chẳng rõ nhân duyên tội nghiệp ra sao mà con tôi phải chết yểu, lưu sầu thảm hại cho tôi như vậy. Phật bảo: Này trưởng giả, cách đây vô số kiếp, có ba người thương buôn đang ngồi dưới bóng cây bên vỉa đường nghỉ mệt. Có một đứa nhỏ mang cung tên đến gần ba người ấy, dừng lại, dương cung nhắm bắn một con chim đang đậu trên cành. Ba người đồng nói: Chim đậu trên cao như vậy mà ngươi bắn trúng thì hay lắm. Đứa bé buông dây, chim bị tên xuyên ngang mình, rớt xuống chết tốt. Ba người kia vỗ tay khen ngợi tài thiện xạ của đứa trẻ. Phật nhìn ngay đứa trẻ kết thúc câu chuyện. Phật nhìn ngay trưởng giả kết thúc câu chuyện. Ba người thương buôn khi trải qua nhờ tu phước đức, nên nay một người làm thiên đế cõi trời, một người sanh cõi nhân gian giàu có muôn hộ chính là ông, và người nữa là Long Dương ngự trị dưới thủy cung. Còn đứa bé thiện xạ kia đã sanh làm con thiên đế, vừa bị yểu tử. Thiên đế đến nay còn sầu não, kế xuống nhân gian làm con trưởng giả và bị té cây chết, khiến trưởng giả buồn khổ. Hiện giờ nó đã đầu sanh làm con của Long Dương, và ít lâu sẽ bị chim kim xúy điểu ăn thịt, khiến Long Dương cũng sầu thảm như ông vậy. Bởi xưa kia hoan hỷ với việc sát sanh của đứa bé ấy, nên phải thảm khổ vì sự yểu tử của nó. Phụ bình. Theo kinh Phật dạy, phàm tạo nghiệp lành dữ đều có ba cách: tự mình làm, khuyên người làm, và thấy người khác làm mà vui theo. Trường hợp của trưởng giả nói trên là kiến sát tùy hỷ, thấy sát sanh mà vui theo. Kẻ sát sanh mạng căn ngắn ngủi, người vui thấy diệt sát tức phải khổ sầu vì kẻ bạc mạng kia. Nhưng ôi, vui chẳng có bao mà khổ thật quá khổ. Nên chúng ta tin luật nhân quả, dù không có phương tiện làm lành, ta cũng nên khuyên người làm và vui vẻ, hài lòng khi thấy người khác làm được gì phải hầu tránh khổ báo, lại được yên vui về sau vậy. Hai mươi bảy, cậy thế quỷ thần. Có vị tỳ kheo vừa khóc vừa đi lang thang trên quãng đường rừng vắng vẻ, bỗng có một con quỷ hiện ra đón nói: Ông đi đâu, vì sao khóc lóc? Tỳ kheo đáp: Tôi chẳng may phạm giới, bị giáo hội trục xuất, dân chúng thấy vậy không cúng dường nữa, nên tôi phải bỏ tụ lạc đi nơi khác, nghĩ tội phận nên tôi khóc. Quỷ bảo: Vậy ông cũng đồng cảnh ngộ với tôi vì phạm tội nên bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đuổi đi. Bây giờ tôi có kế giúp ông được dân chúng tín nhiệm cúng dường long trọng, nhưng ông nhớ, khi được món gì trước phải cúng vái tôi. Tỳ kheo hứa chịu, quỷ bèn cõng tỳ kheo bay về chỗ cũ. Dân chúng tụ lại chỉ thấy tỳ kheo chớ không thấy quỷ. Ngờ tỳ kheo đắc đạo biết đằng dân, cùng nhau lễ bái thỉnh về chùa, lại còn khiển trách giáo hội xét đoán không công minh, đuổi oan người đắc đạo. Từ đấy dân chúng tấp nập đem dâng cúng lễ vật. Tỳ kheo y như lời hứa, mỗi mỗi đều vái cúng cho quỷ trước. Ngày kia quỷ đang cõng tỳ kheo du hành trên không, chẳng may gặp quan thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quỷ kinh hãi ném tỳ kheo xuống đất và tận lực đào tẩu. Tỳ kheo bị rơi từ không trung xuống đất nát thay. Phụ bình.
Trên đời này có lắm kẻ không quan thiết đến việc trau luyện tài đức, chỉ chuyên chạy chọt nịnh bợ cầu cạnh vào quyền thế của người khác để hưởng danh vị lợi lộc mà đúng ra mình không xứng đáng hưởng. Ngày kia chỗ dựa nương ấy siêu đổ, tất mình phải mang khổ nhục. Điều này hằng xảy ra trên thực tế mà ai cũng từng chứng kiến. Trường đời đã vậy, trong cửa đạo cũng lắm hạnh dối tu, mang lốt bề ngoài để lòe người đặng lợi dưỡng tấm thân. Có kẻ dùng phù chú hay ở ngáp xuống lên, thượng sát cởi đồng, nương dựa quỷ thần, dối nói việc thiên cơ, đoán họa phước tương lai cho người để mua chút hư danh. Những hạng người nói trên, nếu chẳng sớm cố gắng tự trau dồi đức hạnh trí tuệ cho xứng đáng được đời tôn trọng, lại cứ lừa dối mãi, e ngày kia như tỳ kheo rơi ngã thiệt thân. Hai mươi tám. Quán tặc đón đường. Một hôm, Phật cùng đệ tử đang đi theo đường cái, bỗng Phật rẽ tắt vào đường cỏ. A Nan thưa hỏi duyên do, Phật bảo: ở trước kia có quán tặc đón đường, chốc nữa ba người phạm chí sẽ bị hại. Giây phút sau, có ba người phạm chí đi đến gặp vàng bạc bảo vật tụ đóng ở dãy đường. Ba người thu lượm rồi bàn tính: giờ đã trưa rồi, vậy hai người ở lại giữ vàng, một người trở xuống chợ mua thức ăn rồi sẽ lên được. Phân công xong, người mang tiền xuống chợ vừa đi vừa nghĩ, sẵn dịp sẽ dùng độc dược thuốc hai người kia để hưởng trọn tài của một mình, có thể hơn chia lấy một phần ba. Nghĩ đoạn đến chợ, người ấy mua thuốc độc trộn vào đồ ăn đem về. Hai phạm chí ở lại giữ vàng cũng sanh lòng bất chánh, thương nghị cùng nhau giết tên kia để đạt phần của y. Tên phạm chí đi mua thức ăn đem về, bất ngờ bị hai người kia hạ sát. Thi hành xong thủ đoạn, họ ném thay tên ấy vào rừng, rồi lấy đồ ăn ra dùng, bị ngộ độc chết cả. Phụ bình. Người đời thiếu thốn tiền của chịu lắm điều điêu đứng, trái lại kẻ có tiền nhiều thì được hạnh phúc sung sướng. Vậy mà Đức Phật cho rằng vàng ngọc là oán tặc đón đường, có quả vậy chăng? Cứ theo chuyện vừa kể trên và chiêm nghiệm ngay các việc xảy ra hàng ngày mà chúng ta đã thấy hoặc đọc trong các báo, những vụ giết chóc, phản bội, tàn hại nhau vì tiền không kể xiết, đủ chứng minh vàng ngọc tiền của thật là oán tặc. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, cả đến chiến tranh bùng nổ khắp trên thế giới ngày nay cũng vì tham lợi. Người ta bảo đời nay là thời đại kim tiền, vì kim tiền ngự trị trên tất cả. Nhưng xét cho cùng, vàng bạc phải chăng thật có mãnh lực vạn năng đến thế? Đúng ra vàng bạc là vật vô tri, nào biết hại ai, chỉ tại lòng tham độc con người tự hại lấy mình. Vật vô tình tại mình hữu ý, báo vật chẳng qua là một duyên cớ, một mục tiêu để người ta nhắm vào mà tranh đoạt. Dứt được lòng tham này, thế giới sẽ hòa bình ngay, và báo vật không còn là oán tặc nữa. Trái lại, ta có thể dùng nó làm lợi khí giúp đời qua cơn túng thiếu. Chính Đức Phật có dạy, tài vật không đáng tiếc và cũng chớ nên khinh, như trong câu chuyện sau đây. Hai mươi chín. Chớ nên tiếc cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật. Có 500 vị lực sĩ xuất gia làm tỳ kheo đồng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm trộm thừa lúc tỳ kheo đang tụng niệm lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị tỳ kheo chỉ còn một bộ nê hoàng tăng đang mặc. Bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo: sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến? Tỳ kheo bạch: vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám. Phật bảo:
Nếu không hô lên, trộm lột hết đồ đạc các ông, ai đền lại cho? Vậy từ nay ta cho phép các ông, nếu có trộm đến, la lên, lấy gậy, đá, ném, đập dọa đuổi nó đi, nhưng chớ cố làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc, cũng chớ nên khinh. Thân không đáng tiếc vì nó là một vật vô thường, bại hoại không bền vững. Người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc, tham đắm, gây nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo. Bởi thế nên không đáng tiếc. Thân chớ nên khinh, vì nhờ có thân này, khi gặp bậc hiền thánh, kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sao nhờ phước đức ấy đắc kim cương bảo trân. Thế nên chớ hủy hoại thân thể. Mạng sống chẳng đáng tiếc, vì con người muốn bảo tồn mạng sống nên sát hại, cướp trộm, dâm dật, đố, miệng nói vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, tâm sanh tham, sân si, tà kiến, về sau bị đọa địa ngục. Lại chớ khinh mạng sống, vì nhờ có mạng sống nên gặp thánh hiền, nghe được pháp yếu tu hành, sao đặng phước báo thọ mạng vô lượng. Thế nên chớ khinh mạng sống. Tài vật không đáng tiếc, vì nó thuộc của năm nhà: vật cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng, con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật, vì nhờ có của, gặp bậc đại phước điền dùng nó để bố thí cúng dường, sao sẽ đặng kho tàng bảy báo khắp bốn phương cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Đức Phật ân cần giảng tiếp: phàm bố thí tu phước, chớ nên cầu phước báo cõi nhân thiên, hãy cầu quả Phật. Ví như gieo trồng hạt giống, chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá, nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước. Tu phước cầu Phật quả, quả tuy chưa đến, nhưng ngôi vị Kim Luân Vương, Đế Thích Phạm Vương tự nhiên đến trước vậy. Phụ bình: có thân phải khổ vì thân, lẽ ấy ai ai cũng rõ. Nào đói rét, tật bệnh, nào thiên tai địa ách, muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân, tại sao không bảo tồn nó được? Vì thế, Phật dạy thân không đáng tiếc. Trên thực tế, thân chẳng phải vô ích. Bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có lợi ích cho đời, há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài cao đức lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Vì thế Phật cũng vậy, chớ nên khinh hủy thân mạng. Có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích. Nếu có thêm tài của càng hay, nhưng ta phải ngự trị được thân mạng tài của. Nếu để chúng sai khiến lại ta, thì tài của sẽ là oán tật, đời sống tối tăm đau khổ, và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn. Cách ngôn Tây Phương có câu: tiền của là một đứa tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng. Ba mươi lẽ họa phước. Có một vị trưởng giả thiết thực đem đến chùa cúng dường cho 10 vạn chư tăng để cầu phước vui ở cõi trời. Trong số sa môn có một vị tuổi quá già, đầu bạc, răng rụng, thân thể gầy ốm, đã chứng quả la hán đắc lục thông, làm thượng thủ cai quản tăng hội. Sau khi chú nguyện thọ thực, lão tỳ kheo bảo chủ nhà rằng: đàn việc bố thí hôm nay đắc đại tội. Bấy giờ những vị sa môn chưa đắc quả bảo nhau: thượng tọa già lẩm cẩm nói trái lẽ. Ông đáp: ta nói sự thật chẳng phải sai đâu. Chúng sa môn hỏi: vì sao gieo giống phước lại đắc tội? Ông đáp: các ông biết một vừa biết hai,
người này nhờ gieo giống phước sao được sanh lên cõi trời như sở nguyện, nhưng trong khi hưởng phước vui sanh lòng kiêu mạn, chẳng cầu đạo giải thoát, gặp Phật không quy y, thấy pháp kinh chẳng cần xem, không kính trọng sa môn, tâm tánh buông lung phóng dật, đến khi thiên phước hưởng tận sẽ đọa vào ác đạo vô lượng kiếp, đền xong tội nghiệp mới thoát khỏi. Vì tham thọ hưởng vui thế tục, nếu chuyển tâm hướng về theo chánh đạo, gieo giống lành ngày sau hưởng sẽ khỏi bị hậu quả khổ sở. Phụ bình: họa đó rồi phước đó, trong may có rủi, trong rủi có may, như truyện tái ông mất ngựa. Đó là họa phước do túc nghiệp tiền duyên mà con người thường cho là định mệnh. Còn đây lẽ họa phước do lòng kiêu sa của người khi thạnh thế, hay lòng trắc ẩn khi thấy kẻ đồng bệnh tương thân. Có người lâm cơn nguy nạn, ngẫm mình mà xét đến người nên làm được việc phải, nhưng lúc sang giàu quên thuở hàm di, làm điều thương luân ác đức. Lại có kẻ giàu thì dâm dật kiêu căng, nghèo túng thì sinh ra gian hùng điêu trá, nghiệp bất lành chưa trả mãi dai thêm. Với kẻ ấy cảnh nào cũng là cơ hội không may. Nếu tin ở nghiệp quả luân hồi, biết lấy sự giải thoát làm định hướng cho mình, thì giàu nghèo sướng khổ không thể xoay chuyển được thiện tâm. Sống ngoài dòng tục lụy, thông dong thọ hưởng lúc giàu sang, vui vẻ chịu đựng cơn bỉ cực. Với người đã tìm hiểu chân lý, lạc đạo an bần, dù gặp cảnh nào cũng là cơ hội tốt. Đức Phật dạy: thà ở trong tội tác phước, chớ nên ở nơi phước tác tội. Bị diệt nước ràng buộc, đau ốm nghèo khó mà tu phước đức, đó là trong tội tác phước. Được an nhàn tu học lại không lo hành đạo, tụng niệm kinh điển, tức là nơi phước mà tạo tội. Thể theo ý trên, chúng ta có thể kết luận một câu mà kẻ tiểu nhân đắc thế thường cho là nói đúng: thà nghèo mà biết tu hành tác phước, còn hơn người giàu có chỉ kiêu sa phóng dật, gây nhiều ác nghiệp. 31. Thiên kiến. Có vị thái tử vừa lên 7 tuổi đã theo thầy vào non học đạo, không từng hiểu biết về việc xử thế. Khi vua cha băng hà, các quan lên non tìm rước thái tử về nối ngôi. Thái tử về cung, được trù quan nấu nướng các thức ăn cao lương mỹ vị dâng lên cho thái tử. Ăn ngon miệng, thái tử khen ngợi trù quan là bậc tài giỏi nhất đời, mỗi mỗi việc nước đều hỏi trù quan cả. Quần thần thấy vậy cười bảo Tân Dương: trù quan chỉ giỏi nấu ăn thôi, quốc gia đại sự mỗi việc đều có người chuyên môn cai quản. Trị nước có quan lại bộ, binh dung có quan binh bộ đảm nhiệm, không thể chỉ dùng một người mà hoàn thành được muôn việc, nhất là việc lớn lao hệ trọng. Tân Dương hiểu ra, tự cười sự thiên kiến quá ngớ ngẩn của mình. Phụ bình: cách ngôn xưa có câu: nhất ngôn trúng dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Ôi, vì sao chỉ trúng được một lời thì cả dạng lời đều tin dụng, còn rủi trật một lời cho rằng dạng sự hỏng bét. Vậy nếu lời nào trúng thì dùng, còn trật thì thôi chẳng đặng ư? Chả hiểu có phải nhờ ảnh hưởng của câu châm ngôn ấy mà những nhóm sơn đông khoe tài ảo thuật của chúng rùm beng, và nhờ nói được làm được nên chúng bán thuốc rất chạy. Lối thiên kiến và cố chấp ấy làm như thông bệnh của mọi người. Thầy Mạnh Tử bảo: ta không ưa tật cố chấp, nó chỉ được có một việc mà hư hỏng cả mọi việc. Sự thiên kiến và cố chấp hay làm ngăn trệ tí hóa của ta. Giả như có một sự nhận xét nào hay, xem được một quyển kinh nào phù hợp, liền cho ý kiến ấy tuyệt diệu, quyển kinh ấy đầy đủ rồi, từ khước mọi ý khác dù có hay hơn, không chịu xem một quyển kinh nào khác dù là kinh Phật, thì ta không tài nào tiến xa hơn nữa.
Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Cái chân lý tuyệt đối tất nhiên không thể dùng đến lời nói, vì ngay chữ tuyệt đối đã là con đẻ của tương đối rồi. Đã tương đối tất có hàm chứa mỗi mỗi cái hay, cái phải của nó. Muốn nhận xét đúng sự thật, tiến đến chỗ hiểu biết sâu xa, làm nên việc lớn, ta phải xem xét toàn diện sự thật, dung hợp những ý kiến hay và biết dùng người đúng chỗ. Việc tu hành cũng vậy, chớ quá câu nệ thiên chấp một pháp nào, rồi tuyệt bỏ tất cả Phật pháp mà thành ra ngớ ngẩn, như nhà vua trị nước chỉ biết có người đầu bếp. Xuống mà lên. Có vị quốc vương mỗi lần gặp vị sa môn đều xuống xe lễ bái. Quần thần cho như vậy là giảm giá trị của vua nên can: "Tâu bệ hạ, ngài là bậc tối tôn trong nước, chớ nên xuống xe lễ bái các sa môn, e làm nhục quốc thể." Vua đáp: "Các khanh chẳng hiểu, phàm kẻ biết khiêm cung lễ kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng sa môn, hiện thế được thiên hạ kính, vì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Trẫm nay xuống xe hạ mình lễ kính chư tăng, ấy là trẫm lên, chứ có xuống đâu mà các khanh phòng sợ nhẹ quốc thể." Các quan nghe nói đều cúi đầu khâm phục. Phụ bình: "Con người nếu thiếu tánh tự trọng, tất không gìn được giá phẩm, bạ nói bạ làm, vô liêm bất chánh. Người như vậy dẫu có tài giỏi hoặc ở địa vị nào cũng đáng khinh bỉ, nhòm gớm. Trái lại, người biết tự tôn tự trọng, dù ở nơi vắng vẻ chẳng làm điều bất chánh, tính việc sằng xiên. Thế nên đức tự trọng cần phải có, vì nó là cái danh dự chơn chánh và đạo quý của con người. Nhưng tự trọng là không phải vinh vênh tự đắc, khi người ngạo vật thành ra ngạo mạn kiêu căng, sống đã vô bổ cho xã hội, còn khiến cho mọi người chán ghét. Bây giờ xét qua tánh khiêm hạ có phản trái với tánh tự trọng chăng?" Một vị giáo sư cúi đầu đáp lễ đứa bé đang kính cẩn chào mình. Xin viên hỏi: "Sao thầy lại hạ mình chào một đứa trẻ nhỏ?" Giáo sư đáp: "Vì ta sợ nó chê ta không biết lễ bằng nó. Khiêm tính không làm giảm giá trị của ta. Nếu địa vị càng cao, ta càng nên khiêm hạ. Càng khiêm hạ, phẩm giá càng tăng, người đời càng yêu thích. Theo Phật dạy, tâm ngã mạn, cống cao sẽ sanh nơi đê tiện hèn hạ, tâm khiêm cung sẽ sanh nơi tôn quý. Và theo luật phản ứng tự nhiên, khinh người thì người khinh lại, trọng người thì người trọng lại. Cứ như trên thì khiêm cung tức là tự trọng, tự nâng cao phẩm giá của mình. Trái lại, tự kiêu, coi ta đây là hơn hết, xem đời như thể rác rơm, đó là xúi người phỉ nhổ mình, tự làm cho đời mình trở nên hạ tiện. Rõ lẽ hạ mình xuống, để đời mình cao vượt lên như già vua đây, quả đáng làm gương cho thế nhân vậy." Pháp vũ nhiệm màu. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế vốn oán ghét Đại Đức Mục Kiền Liên, đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ. Vì Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất, do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị ngài hàng phục, nên chúng hợp nhau cùng mưu tính trả thù. Bởi thấy mãnh lực vạn năng của mỹ sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng này tuổi ngoài 30, nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng, dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời, nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo xui nàng tìm cách cám dỗ, làm tiêu tàn giới đức của Mục Kiền Liên.
Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ả ngồi đón Đại Đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng, thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa: Bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát. Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: Cô đã sống một cuộc đời khổ sầu tội lỗi quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toan có hành động ám muội với kẻ tu hành nữa sao? Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt: Bạch Đại Đức, sao ngài có ý nghĩ không tốt cho tôi? Mục Kiền Liên đáp: Cô không thể che giấu được ẩn ý đối với tôi đâu. Cô vì quá thích ưa và ỷ lại nơi sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó có thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy càng lúc càng lún thêm đến thiệt mạng. Cô ả biến sắc, vừa kính phục Đại Đức, vừa bối rối hoảng sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thổn thức thưa: Bạch Đại Đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa. Tôi có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài phải bịt tai quay mặt. Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi: Không hề gì, cô cứ nói, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô hoán cải cuộc đời. À, mà cô tên gì? Nàng tiếp tục kể lể: Kính thưa Đại Đức, tôi tên là Liên Hoa Sắc, sanh tại thành Bích Xoa. Năm 16 tuổi xuất giá theo chồng, sinh hạ con gái. Kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Trời ơi, khi rõ được chuyện không may ấy, lòng đau quặn thắt can trường, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Thôi, tôi đành âm thầm bỏ chồng con ra đi xa xứ cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi tái giá. Người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Có một dạo, chồng tôi sang thành Bích Xoa, nơi quê hương của tôi, để mua bán. Người bèn bỏ ra một số tiền to lớn, cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp, đem về giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy, tôi làm dữ, khóc lóc, đe dọa đập phá, đòi chồng phải đem con bé ấy ra cho tôi xem, coi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch, tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng phải ai xa lạ, nàng là con gái của tôi với chồng trước. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, làm sao mà ngồi yên trong gia đình ấy nữa đây? Khổ tâm tới cùng cực, tôi đâm ra hận đời, oán người, liệt dấn thân vào chốn ăn chơi để đem sắc đẹp của mình ra trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình tan nát xáo trộn cũng vì tôi, bao nhiêu sự nghiệp tiêu tán. Tôi quyết trút hết nỗi oán hờn vào những bọn đàn ông đắm sắc mê hoa. Không nói chắc ngài cũng rõ, hiện tại đối với tôi chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ. Thuật đến đây, Liên Hoa Sắc nước mắt ràn rụa, người nhìn Mục Kiền Liên bạch: Bạch Đại Đức,
Một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao mà rửa sạch được. Một Kiền Liên xót thương khuyến khích: nàng chớ ngại, y phục lỡ dính bùn đất giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm tắm rửa sẽ sạch sẽ lại, còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng Phật pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành lòng hối quá quy y Tam Bảo tu hành, hầu chấm dứt quãng đời truân chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa Sắc vui mừng khôn tả, lễ tạ Mục Kiền Liên nhờ giới thiệu với Phật, xin quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi quá khổ sầu chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, Liên Hoa Sắc lòng trần nguội lạnh. Nàng thành tâm nương theo Phật pháp tu hành, ít lâu sau nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới. Ba mươi bốn, xuất gia vì tình ái. Đại đức A Nan, em chú bác của Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ làm cảm lòng người. Các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa đắc thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật pháp. Đời ông cũng do đó mà thường gặp chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao sự hiểu lầm, biết bao lời chỉ trích bởi sự ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Phật mới hết mang tai tiếng. Xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thưa Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào? Đức Phật nhìn khắp các đệ tử ôn tồn đáp lại A Nan và cũng khuyến cáo chung: Này A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, chớ nên bận biểu vì nữ sắc. A Nan, tuy ông tuổi đã dậy chiều, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm khất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: Thưa cô, xin cô vui lòng bố thí cho tôi một bát nước. Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang mạo khôi ngô đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan, nàng kinh sợ lùi lại mấy bước khép nép thưa: Chẳng dám bạch đại đức, kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài một vị dương tử xuất gia. A Nan nhã nhận đáp: Cô chớ ngại, là một vị tỳ kheo ôm bát xin ân, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn. Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước, uống xong A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khi khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh tao đượm tràn thiên ý của A Nan còn văng vẳng bên tai. Nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng ngây ngất, lửa yêu đương bắt đầu nhóm cháy trong tim. Suốt ngày nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dưỡi mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gạn hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của A Nan, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều
liền thỉnh một thầy chú thuật dùng bùa chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng mà một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt mỉm cười đưa tay ngoắt. A Nan tức thời như bị một nghị lực vạn năng khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ, rêu ríu bước vào nhà thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ bày tỏ tình yêu tha thiết của nàng đối với ông. Giữa lúc sắp sa vào tội lỗi, bỗng nhiên lý trí bừng dậy. A Nan chợt tỉnh, nghĩ mình đã xuất gia thọ cuộc túc giới mà vào phòng nữ nhân như vậy thật rất phi pháp. Ông thấy mình hiện tại như đang đứng trên dù đá treo leo trơn nhớt và dưới chân là hố sâu thăm thẳm. Tấn thối lưỡng nan, và chỉ một chút gió lay cũng đủ làm khuynh đảo tiêu tan cả huệ mạng. Đúng lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất dâng lời Phật hiện đến giúp A Nan bừng tỉnh, rồi dẫn ông về tịnh xá cùng thiếu nữ si tình ấy. Về đến tịnh xá, thiếu nữ ra mắt Phật, nàng quỳ mọp sát đất trước Phật thỉnh cầu, xin Phật từ bi chấp nhận nàng được bên cạnh A Nan trọn đời trọn kiếp. Phật nhìn nàng mỉm cười. Nàng muốn được làm vợ A Nan lắm sao? Thiếu nữ gật đầu. Phật từ tốn. Điều đó không khó. Nếu nàng muốn được sống gần A Nan thì phải chấp nhận một việc. Không biết nàng có ưng thuận không? Thiếu nữ mừng rỡ. Bạch Phật, dầu nhảy vào lửa đỏ hay đi trên băng tuyết, con cũng vâng chịu. Phật điềm tĩnh bảo. Nếu vậy nàng xuất gia tu học để được ta chấp thuận yêu cầu của nàng, nàng nghĩ sao? Thiếu nữ ngoan ngoãn ưng thuận. Đức Phật làm lễ thế pháp cho nàng. Vì tình yêu lý tưởng, thiếu nữ cố gắng hành trì tu học, thậm chí nghe Phật thuyết pháp. Thời gian lần lượt trôi qua, pháp vũ dần thấm mát lòng nàng. Nếp sống lặng lẽ trang nghiêm nơi tịnh xá khiến bảo lòng êm dịu lại, sống tâm lắng hạ đi nhiều. Nàng hiểu được đời là giả tạm, vạn vật vô thường, xác thân ô uế. Ái dục là nguồn cội các khổ. Sau những ngày triền miên nhập định tham thiền, suy gẫm lời Phật dạy, lửa tình dục tắt hẳn. Rồi bỗng nhiên trong đống tro tàn nguội lạnh của tâm tư bừng sáng lên ánh sáng trí tuệ. Thiếu nữ đắc thánh quả. Nhớ lại hành động điên cuồng của mình cách nửa năm về trước, trong lúc quá say mê tình ái, nàng rất hổ thẹn, đến cúi mình lễ sát chân Phật, nhưng lần này với vẻ vô cùng kính trọng và cảm kích rơi lệ. Bạch Thế Tôn, lòng từ bi của ngài thật rộng lớn tựa biển trời. Đối với nữ nhân hạ tiện như con đây mà Thế Tôn cũng hết lòng tìm phương cứu độ. Nay con được chứng quả trước ông A Nan, xét lỗi xưa lấy làm xấu hổ, xin Thế Tôn chứng cho con sám hối. Và con xin nguyện suốt đời ở trong tăng đoàn làm tỳ kheo ni, noi gương hành đạo của Phật Đà. Thiếu nữ lưu để một câu chuyện khá lý thú trong giới thiền lâm, ấy là Ma Đăng Già, người con gái si tình mà những ai có xem kinh Lăng Nghiêm đều nghe và biết tên nàng. Phụ Bình, câu chuyện này như câu chuyện tên trộm giả xuất gia. Tuy buổi đầu vào cửa đạo với dụng ý bất hảo, nhưng khi tu Phật hối cải chí tâm, tu tập cũng được chứng quả. Riêng chuyện Ma Đăng Già đã hiểu hiện tài phương tiện khéo léo nhiệm màu của Đức Phật ân cần chỉ giáo cho, thì mê dường bao lại chẳng tỉnh ra. Là Phật tử đọc truyện trên, chúng ta không khỏi buồn thương cho mình phước mẫu nghiệp dày, sanh sao Phật những 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu lắm chuyện khó khăn, mắt lờ lệch phải dò dẫm trên đường nhiều nẻo tẻ. Giờ phải làm sao đây? Xưa Đức Phật có một hôm, ngài khuyên răn các đệ tử: giới luật là vị đại sư của các ngươi, giới còn Phật pháp còn, giới mất tức Phật pháp mất. Ba mươi lăm, đức độ qua sự ăn uống. Ánh vàng vừa ló bóng,
vạn vật vừa trỗi dậy reo mừng chào đón bình minh. Mọi nơi người người rộn rịp sắp sửa họp buổi chợ đời. Cảnh tưng bừng của ngày qua diễn lại, nhưng ở đây khu vực hoàng cung vẫn im lìm như nàng thiếu nữ đại cát phong lưu vừa tỉnh giấc nằm ráng trên giường ôn lại mộng du dương. Cây no sương đứng khoác chiếc áo màu xanh mướt, hoa trang điểm xong chúm chím cười dưới nắng hồng. Cảnh vật nên thơ làm sao, nhưng lạ thay không một bóng người lai vãng. Phải chăng đây là chốn hoang vu tịch mịch, còn cung điện kia là di tích của một triều đại suy tàn? Không, đó là hoàng thành đầy sát khí của ác sanh dương, một ông vua tin theo tà đạo rất hung tàn bạo ngược. Đã biết bao người vô phước bị giết chỉ vì để nhà vua gặp mặt trong khi người ngự giá đến chiêm bái nơi thiên miếu mỗi sáng tinh sương. Sáng nay như thường lệ, ác sanh dương ngồi chiếm trệ trên long xa, quan quân gươm giáo chỉnh tề theo hộ giá. Đám người lặng lẽ bước đi như con độc xà bò nhẹ giữa rừng, không có tiếng nạt dẹp đường như các ông vua khác. Vì từ hoàng cung đến thiên miếu vắng tanh, người vật đều lẫn trốn. Nhìn cảnh tịch mịch và khiếp sợ, nhà vua gật gù đắc ý với uy thế của mình. Bỗng vua quắt mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vừa giận dữ vừa ngạc nhiên. Từ xa một bóng người thấp thoáng ẩn hiện sau rặng cây đang tiến dần về phía vua. Ai đó? Vua lầu bầu. Dạ có lẽ khách tha phương mới đến chưa hiểu điều luật của ta chăng? Khoảnh khắc khách đã đến trước xe vua, và lạ thay nhanh như chớp khách trở thành vị sa môn đoan chính oai nghi. À, hay cho ca chân viên. Vua hét to. Quân đâu? Bắt lão chọc đầu này đem giết ngay. Phải, đó là tôn giả Ca Chiên Viên thuộc dòng Bà La Môn trong nước của ác sanh dương. Bấy lâu ngài theo Phật tu học vừa chứng quả A La Hán, ngài vâng lời Phật dạy trở về cố quốc tùy cơ hóa độ nhân sanh. Ngài hóa ra khách lạ đón đường ác sanh dương và hiện lại nguyên hình. Trước cơn thịnh nộ ấy, ngài không chút sợ hãi, lễ phép cúi chào rồi đoan nghiêm hỏi lại nhà vua giữa sự kinh ngạc của ba quân tướng sĩ. Tâu bệ hạ, tôi bị giết vì tội gì? Nhà vua nói. Được, ta sẽ nói cho người rõ để chết khỏi ân hận. Nhà vua gằn từng tiếng. Sáng sớm mà gặp kẻ trọc đầu là đêm bất lệnh, nên ta phải giết người. Người biết chưa? Nói xong, vua buông ra một chổi cười đanh ác. Tôn giả ôn tồn đáp. Tâu bệ hạ, nhà vua gặp tôi, nhà vua không tổn hại gì cả. Trái lại, vừa gặp vua, tôi liền bị giết. Như vậy lời nói của bệ hạ đổi lại cho tôi mới đúng, do túc nghiệp. Sẵn thông minh, vua mím môi để khỏi phải cười vì lời nói rắn rỗi, ý vị sâu xa xác đáng ấy. Tuy nhiên, vốn không ưa các sa môn, vua dằn mặt. Đây là lần đầu tiên ta tha cho một người dám gặp mặt ta trước giờ ta chiêm bái thần miếu. Hãy đi đi, cút ngay cho khuất mắt ta. Tôn giả Ca Chiên Viên chào vua rồi liền rẽ bước vào rừng cây khuất dạng. Ác sanh dương mỉm cười quay ra bảo hai viên thị vệ. Hai người phải giả dạng thường dân theo dõi gã trọc đầu ấy xem hắn ở đâu, làm gì, người như thế nào. Xong, về báo cho ta rõ. Thử ra mắt vua xong, tôn giả Ca Chiên Viên tìm nơi gò cao vắng vẻ ngồi tham thiền nhập định, hằng ngày khất thực nuôi thân. Được thí chủ cúng hiến món gì, ngài đều chia cho hai tấn sĩ rất thân cận thường xuyên học hỏi với ngài. Mỗi buổi cơm, ngài đều nhín bớt phần ăn cho loài cá kiến. Dù là ở nơi hoang vắng, ngài vẫn giữ giới hạnh tinh nghiêm, đi đứng và ngồi oai nghi đầy đủ. Đời sống của ngài thanh cao như một tấm gương trong sáng, không một chút bụi trần. Sau một thời gian dò xét, hai tấn sĩ thám thính ấy trở về cho vua hay các việc làm của tôn giả Ca Chiên Viên. Một hôm, vua truyền thỉnh tôn giả vào thành dọn một bữa ăn rau đạm bạc cúng dường. Khi thọ trai xong, vua bèn hỏi: Ngài dùng bữa có ngon không? Tôn giả đáp: Ăn được nên cảm thấy no đủ. Ngày sau, vua liền cúng dường toàn những món sơn hào hải vị sang quý và cũng sai người đến hỏi thăm tôn giả coi có vừa miệng thích ý ông không.
Tôn giả vẫn đáp y như trước. Vua lấy làm lạ thân hành đến. Này Sa Môn, vì sao trẫm hiến các món ngon dở ông đều bảo là nhờ ăn được nên thấy no đủ? Tôn giả đáp: thì như lọ lửa, dù chụm củi trầm hương hay rác rến, thảy đều để đun cháy. Thân này cũng vậy, vì món ăn ngon dở cũng để no bụng là cùng. Thân này như chiếc xe, chẳng can mùi vị đốt, mỡ dầu thơm hoặc hôi, chỉ dùng để trơn cốt. Vua nghe ông kể gật đầu, nhận tôn giả là người đức lớn. Bấy giờ vua dùng lại cách trên để thị thức cho các thầy Bà La Môn danh tiếng trong nước, hầu so sánh đức độ của đôi bên. Các thầy Bà La Môn thấy người đem dâng những món ăn tầm thường thô đạm thì sanh lòng oán hận, nguyền rủa thậm tệ. Lần sau được vua khoản đãi các thức ăn quý giá thì vui mừng chúc tụng đủ điều. Vua thấy các thầy Bà La Môn đối với món ăn còn sanh lòng hờn giận ghét ưa, quả đã kém tôn giả Ca Chiên Viên rất xa. Từ đó mối ác cảm xưa đã tiêu tan, vua bắt đầu kính ái Sa Môn. Thời gian lần lượt trôi qua, danh đức Ca Chiên Viên càng lan rộng, tôn giả được tự do đi khắp nước. Người cha ngoại giáo tại Xích Thôn có gia đình Hoa Kiều đỏ, người vợ và hai con gái đều theo Phật giáo, là đệ tử ngài Tuyên Hóa. Nhưng ông chồng gần 70 tuổi lại là con chiên ngoan của Chúa. Mỗi bên tự quý đạo của mình nên khó thể dung hòa. Số là người chồng trước ở Đài Loan, do làm ăn thất bại, công ty bị phá sản, không thể bồi hoàn số nợ bạn bè đã hùn vốn, nên ông phải đem toàn gia qua Hương Cảng. Nào ngờ một năm sau lại chạm trán chủ nợ tại đây. Mặc dù lúc ấy bọn họ không đòi nợ, song cũng đủ khiến ông lo lắng bất an. Dù suốt 6 tháng không có chủ nợ nào mò đến gõ cửa, nhưng ông rầu lo đến đêm không thể ngủ, sức khỏe suy sụp. Thế là ông lại di dân qua Xích Thôn ở Mỹ. Tính đến nay đã mấy năm không gặp phải người quen Đài Loan nào. Dù vậy, mỗi khi ra đường là ông mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét nhìn tứ phía, tâm hãi hùng như kẻ trộm. Do cả đời ông sự nghiệp không thành, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ con, nên sống không vui vẻ thoải mái. Vì vậy mà hai cô con gái mới hỏi Quả Lâm về chuyện của cha mình. Quả Lâm giải thích: phụ thân hai vị đời quá khứ có phúc báo rất lớn, ông được thừa hưởng gia sản kết xù, mọi mặt đều có người lo liệu, có thể nói là ngày ngày thu vô cả đấu vàng. Nhưng ông làm gì cũng không hỏi ai, chỉ biết dung tay tiêu tiền, dốc sức hưởng lạc. Trong nhà còn nuôi một số văn nhân mặt khách ăn bám theo, thường tụ họp vui chơi yến ẩm. Ông nhiều lần tổ chức trò chơi, cho thả hàng trăm con chim có đeo vàng nơi chân chúng. Hễ ai bắt được chim thì thưởng luôn vàng đó, khiến mọi người tranh nhau giành bắt. Riêng ông ngồi đó ngắm nhìn tiêu khiển. Số khách kiếp trước theo ăn bám ông, đời này cũng tụ hồi quanh ông. Nhờ ông còn phúc dư nên còn duy trì sự nghiệp. Những kẻ hùng vốn với ông toàn là đám thực khách kiếp xưa theo ăn của ông. Này do trả nợ mà tìm tới, cho nên dù có xảy ra công ty bị thất bại, họ vẫn không đòi nợ ông. Dù biết ông lìa quê để trốn nợ, họ cũng không có tâm truy đuổi chiếm đoạt. Nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ, họ cư xử như vậy đều thuộc về nhân quả. Phần mẫu thân và hai chị em cô kiếp xưa đều là thê thiếp của ông, cho nên đời nay không những rất muốn chăm sóc ông mà còn phải lo kiếm tiền cho ông xài. Tất cả đều thuộc nhân duyên túc thế. Chúng ta nếu muốn sống hạnh phúc thì nên dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, buông bỏ tất cả ân oán thế gian. Thời gian chúng ta sống trên đời không nhiều, hãy chân thành lễ bái khoảng 3 bộ lưng hoàng sám, có thể giúp tiêu trừ vô lượng tội nghiệp. Lấy lời răng tứ chủng thanh tịnh minh hối để noi theo, chọn pháp tu thích hợp với mình. Đừng phí thời gian bàn phải quấy bình hay dở của người. Phải biết quán tự tại, tự quán xét mình mới là Bồ Tát. Quán tha tại, dòm xét người chính là phàm phu. Đừng hễ ở nhà là thấy chồng không tốt, bà xã không hay, toàn bới móc khuyết điểm. Đừng vào công ty là thấy anh Lý chẳng đúng, chú Trương sai, ai cũng xấu. Quy y Tam Bảo rồi, chớ cho Trương cư sĩ quá dữ, ông Lý quá hiền,
Bà Dương chỗ nào cũng chướng mắt. Vào chùa thì thấy Đại Hòa Thượng vô tích sự, Nhị Hòa Thượng chẳng tu, Tam Hòa Thượng chẳng giữ thanh quy. Tóm lại chỉ có mình ta là tốt đúng nhất. Người như vậy là chỉ biết quán tha tài, chẳng giỏi quán tự tài, cho nên trong mắt chứa toàn lỗi người, đầy bụng toàn là than quán, chỗ chỗ đầy phiền não. Thế thì làm sao có thể sống tự tại được? Nếu thường quán tự tại thì phải luôn tự tỉnh, chẳng để phạm lỗi, hằng thấy tất cả là Bồ Tát. Hành được vậy thì sống ở đâu cũng tự tại, lúc nào cũng hưởng pháp hỷ sung mãn. Đây chính là cách tu tốt nhất. Trong Tâm Kinh nói, Bồ Tát quán tự tại, quán sát thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều hư quyển, là không, hành trì bền bỉ, khai mở trí tuệ, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài tuyên hóa giảng, chỉ cần thấy lỗi của mình, không thấy chỗ sai của người, phải xem tất cả bình đẳng, thương như nhau, đồng thể đại bi. Có thể quá khứ ta cũng đối họ như thế, nên hôm nay họ mới đối với ta như vậy. Nếu nghĩ được thế này thì việc gì cũng hóa giải được. Đại sư Ấn Quang dạy, nếu thường thấy lỗi mình và kịp thời sửa sai là đang đi trên đường Bồ Đề. Chúng ta sống hòa hợp quan hỷ, diễn ly phân biệt, không nghĩ quán thân mới là diệu pháp giải quán kết. Người tu hành đối với việc bị phỉ báng và công kích như thế nào? Sư Vĩnh Gia trong Chiến Đạo Ca có dạy chúng ta, mặc người phỉ báng nói xấu bạn, nếu họ làm vậy cũng giống như cầm lửa muốn đốt trời từ phía công thôi. Khi chúng ta nghe lời tục tằng xấu ác thì hãy vui như uống cam lộ, bởi vì người đang giúp ta tu thành tựu. Làm được vậy gọi là tiêu dung. Tiêu là tâm khéo hóa giải tất cả chướng ngại, tâm cùng hư không hòa thành một, có thể dung chứa tất cả. Nếu làm được như thế, bạn sẽ chứng nhập cảnh giới bất tư nghị. Những lời ác khẩu tổn hại kia thực giống như tư lương giúp ta tu hành, là thiện tri thức của ta. Ta không nên vì những lời dèm chê phỉ báng mà sinh phân biệt quán thân, bằng không sao có thể phát huy sức mạnh vô sinh nhẫn. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối mọi quán kết cùng chúng sinh, dùng tâm từ đối đãi thì ác duyên sẽ hóa giải. Ví dụ như con muỗi, ta không nên cho là nó có chủ ý muốn hút máu. Người đã tiêu nghiệp chướng sẽ không bị chúng cắn, bởi vì không còn thiếu nợ chúng. Cặp vợ chồng trí thức. Tại Hàng Châu, tôi từng gặp một đôi vợ chồng trí thức, học vấn cao, giàu có sung túc. Họ có một con trai, tốt nghiệp đại học xong thì cứ ở lì tại nhà, bắt cha mẹ nuôi. Dù có nhiều công tác ngon mời tham dự mà chẳng chịu làm. Hàng ngày cậu cứ ra ngoài ăn nhậu vui chơi, khi về thì ngửa tay xin tiền cha mẹ, không cho thì gây ầm náo, ném dở đồ đạc, thậm chí còn tuyệt thực để yêu sách. Cha mẹ cậu chỉ biết thuốc thủ bó tay. Điều khiến song thân lo nhất là trong phòng cậu dán đầy ảnh phụ nữ khỏa thân. Hàng ngày mỗi sáng sớm cậu xả ra cả bãi tinh dịch trên giường, nhưng chẳng thèm thu dọn, toàn để cho mẹ thanh lý. Thậm chí khi nhà có phụ nữ đến, cậu ra đứng lì tại phòng khách, mắt dán chặt vào họ, một tay dùng báo che hạ thể mình, còn tay kia thì thủ dâm. Khi đó người mẹ vừa thuộc chuyện này cho tôi nghe vừa khóc, còn người cha thì mặt mày căng thẳng không nói tiếng nào. Tôi tâm tư rất nặng nề, không thể nói là cảm thông mà là cảm thán, lại còn phải ráng kìm cơn phẫn nộ. Đối diện với hai vợ chồng đang giọng ngóng mong chờ cứu rỗi, tôi hạ thấp giọng hỏi thật nhỏ, có phải hai vị thường xem phim xét? Xem rất nhiều. Cả hai lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, họ ngây người nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Hai vị muốn biết nhân quả đời trước giữa mình với con trai không? Ánh mắt người mẹ nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi hỏi tiếp, các vị có muốn biết đời quá khứ mình đã từng làm gì không? Cả hai lộ vẻ rất cao hứng đáp, dạ rất muốn ạ. Được rồi, tôi sẽ kể rõ cho các vị nghe. Hai người đời trước cũng là vợ chồng, đồng mở một kỷ viện. Con trai các vị hiện giờ kiếp đó là con gái một nhà nghèo, bị các vị mua về ép con nhà lành làm gái điếm. Trước tiên hai vị buộc nó tiếp khách ban đêm, sau đó vì ham tiền
ép nó 3 ngày cũng phải tiếp khách. Tiền nó bán thân, tất cả dành để cung phụng hai vị ăn uống vui chơi. Do vậy mà hai vị thiếu nợ nó rất nhiều. Bây giờ phải trả nợ là lẽ đương nhiên. Kiếp này con trai mình thủ dâm thì hai vị thấy đau lòng, sao không thử nghĩ xem cô con gái kiếp trước từng bị các vị ép bán dâm cả ngày lẫn đêm đó, cảm thọ cô ta như thế nào? Những gì hai vị chứng kiến bây giờ đều là quả báo nhẹ. Tương lai lúc các vị bị bệnh, thân thể không còn mạnh khỏe, cử động khó khăn, thì hắn sẽ còn rất nhiều màn kinh khủng để biểu diễn cho các vị xem. Tôi nói bình thản nhưng nghiêm nghị. Hai vợ chồng nhìn nhau. Người mẹ gượng cười nói: chúng tôi làm sao có thể mở kỷ viện được chứ ạ? Ngẫm nghĩ một hồi, họ hỏi tiếp: xin ngài dạy chúng tôi phải làm sao để con trai mình thay đổi. Bọn họ đã tin lời tôi nói. Tôi bảo: muốn con thay đổi, trước tiên bản thân mình phải thay đổi 4 điều. 1. Hai vị phải chân thành sám hối tội ác đời quá khứ, mở kỷ viện ép gái nhà lành bán thân. 2. Phải lập tức thiêu hủy ngay tất cả các sách truyện, băng đĩa, phim ảnh đồi trụy mà các vị đang cất giấu trong nhà. Thực sự thì con trai các vị đã phát hiện ra và nhìn thấy hết. Vì vậy nó luôn thừa lúc các vị đi vắng ở nhà lén lấy mở ra xem. Đời này hai con trai mình sinh tật thủ dâm, trách nhiệm đầu tiên, lỗi lầm trước hết là ở nơi các vị, cộng thêm các tội cũ chưa cải hối, ắt phải gánh lấy ác quả. 3. Từ nay trở đi hai vị cần bỏ thuốc, bỏ rượu, dứt tuyệt đồ mặn và thề ăn chay trượt, không ăn cả ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén. Hằng ngày sớm tối gì cũng được, phải quỳ trước bàn thờ Phật nhà mình, thành tâm sám hối tội đời trước đã làm hại nhiều cô gái. Sau đó mỗi người phải vì bọn họ tụng kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Ngày ngày kiên trì tụng, nhất định sẽ có kết quả hay, không thể nghĩ lường. Tâm thành ắt có kết quả nhanh, tâm tán loạn ắt có kết quả đến chậm. Tự mình phải nỗ lực thôi. 4. Phải làm nhiều việc phước thiện như phóng sinh, in kinh sách và dốc sức giúp người đoạn ác tu thiện. Chưa được 2 tháng, lúc tôi gặp lại họ, thấy người mẹ mặt mày hớn hở, vui vẻ báo tin con trai họ đã thay đổi rồi. Sau khi họ tụng xong bộ kinh Địa Tạng thứ 7 thì con họ không còn tật xấu tà dục nữa, cháu chuyển biến rất mau, còn siêng năng làm việc nhà, hàng ngày còn vào bếp làm cơm cho họ ăn. Hiện cháu đang lựa công tác thích hợp, đã có ý muốn đi làm. Tôi nghe xong thật là mừng cho họ. Bà còn hỏi tôi: có phải từ nay mỗi ngày tôi nên tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh? Tôi nói: được vậy thì rất tốt. Kinh Địa Tạng luôn hợp căn cơ với các loài. Chỉ cần khéo giữ giới, triệt để dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trượng, thì lúc bạn tụng kinh, chúng sinh đều sẽ đến nghe kinh thọ ích, chiêu về công đức không thể nghĩ lường. Lâu dần thân thể sẽ càng lúc càng khỏe, sống an, tăng thọ. Hơn nữa, nếu siêng tu tinh tấn, đời này có thể thoát ly tam giới. Hai vị đều cười, pháp hỷ sung mãn. Từ vô thị đến nay, chúng ta và tất cả chúng sinh tạo vô lượng quán kết. Chỉ có lìa phân biệt quán thân, hành Bồ Tát Đạo, dùng nguyện từ bi, cứu độ tất cả chúng sinh, chân thành sám hối mới có thể tội nghiệp tiêu trừ. Tại đạo tràng Hòa Thượng Thể Quang ở núi Thanh Nguyên, có một ao phóng sinh. Cả đoàn chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào điện bái Phật thì bỗng nghe có người nói: ô, cá ở đây nhiều quá. Mọi người liền tới xem. Lần đầu vừa nhìn vào ao thì thấy trong đó có vô số người xuất gia đang bơi lội qua lại, có đủ già trẻ, lớp thì trêu đùa nhau, lớp thì gây cãi. Nhìn lại lần nữa thì toàn là cá. Trong nhóm chúng tôi có người hỏi cá: các vị là tăng chúng từ đâu, sao lại bị đọa làm cá trong ao phóng sinh này? Đám cá đáp: chúng tôi đều là người xuất gia bao kiếp nơi chùa này, do phạm đủ tội nên bị đọa vào địa ngục thọ khổ, tùy theo lâu bao, khi tội mãn thì đầu thai làm cá. Do quá khứ cùng chùa này có duyên nên được các cư sĩ mua
đem về phóng sinh trong ao này. Do vậy ngày ngày thính pháp nghe kinh, đời sau có thể làm người xuất gia tu hành tại đây. Cầu xin quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi. Thế là chúng tôi vào đại điện sám hối thay cho chúng, nguyện cầu Phật lực cứu bạc lũ cá trong ao sớm được mang thân người xuất gia tu hành, thoát đi tam giới. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể cũng đã từ ba cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà đến nhân gian này, nhờ được minh sư khai thị mới biết đoạn ác tu thiện và học Phật. Sau khi tôi học Phật được một năm thì tiếp được điện thoại của Ngài Tuyên Hóa từ nước Mỹ xa xôi gọi qua. Ngài còn bỏ tiền ra mua vé mời toàn gia tôi qua Mỹ đến vạn Phật thành. Lúc đó tôi mừng tới nỗi suốt mấy ngày không ngủ được, bởi Ngài Tuyên Hóa là vị cao tăng vang danh thế giới, sao có thể biết và gọi điện cho một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi. Đây có thể nói là duyên số. Trước kia đã từng có người tiên đoán cảnh báo là sau này tôi sẽ trở thành đồ đệ một vị sư ở Tây Phương. Vậy nước Mỹ chẳng phải là Tây Phương sao? Có lẽ thời khắc nào người cùng người tương ngộ với nhau, nhưng duyên ấy sớm đã được định sẵn hết cả. Xem kinh Phật rồi mới biết, bất kể thiện hay ác duyên đều do kiếp quá khứ có duyên, nên đời này mới có dịp tương hội. Nếu đời này không hiểu, không biết chuyện ác duyên thành thiện duyên thì quan trái sẽ kết càng sâu, và đời sau bất kể gặp nhau ở đâu, oán hận càng tăng kịch liệt. Chúng ta thường gặp qua chuyện này. Có người mình vừa mới gặp, bất kể họ anh tuấn mỹ lệ đến đâu, trong lòng ta vẫn thấy không chút thiện cảm, thậm chí còn nổi lên niềm ghét khó ưa. Còn có người dù ta mới gặp, tuy họ không có gì xuất chúng, nhưng không hiểu sao lòng mình lại rất mến mộ ưu ái. Loại cảm giác này là do tác động của thiện duyên hoặc ác duyên chi phối, lưu ảnh hưởng kéo dài từ tiền. Ngài viện trưởng Đại Y Viện, 3 năm trước tôi đến thành phố nọ ở Hà Bắc. Một cư sĩ mời tôi đến thăm Ngài viện trưởng Y Viện Nhân Dân. Ông được mọi người ca ngợi là một viện trưởng tốt. Mấy ngày trước ông bỗng đau tim và bệnh phát tác nhanh đến không còn có thể nói năng cử động gì được nữa. Hiện ông đang nằm truyền dịch trong bệnh viện. Các bác sĩ chẩn khám đều nói không thể phẫu thuật, nên không cần chuyển đến viện nào khác nữa. Tôi vừa bước vào thì thấy mũi ông thở dưỡng khí, tay đang truyền dịch. Hai cô con gái khoảng chừng 36-37 tuổi đang ở cạnh bên chăm sóc. Lý cư sĩ nói nhỏ vào tai ông: "Viện trưởng, có cư sĩ Quả Khanh đến thăm ông nè." Chỉ thấy ông từ từ mở mắt như kiếm tìm. Hai cô con gái kinh ngạc reo lên mừng rỡ: "Ô, ba mở mắt được rồi." Họ kể từ khi thân phụ bị bệnh tới giờ, đây là lần đầu tiên ông mở mắt. Tôi đến trước giường chắp tay hỏi thăm. Các cư sĩ giới thiệu cho ông biết tôi là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời, và hỏi ông có muốn nghe tôi giải thích nguyên nhân căn bệnh không. Ông trả lời bằng ánh mắt nhìn chứa đầy vẻ khát khao muốn biết. Thế là tôi giải thích cho ông nghe lý nhân quả báo ứng thiện ác, rồi hỏi ông có tin không. Ông mấp máy đôi môi lộ vẻ đồng tình. Tôi hỏi ông có muốn nghe tôi nói những lỗi sai ông đã phạm phải cũng chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này không. Ông mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Thế là tôi hỏi có phải ông rất ưa ăn tim heo, gà, vịt và tim các loài vật khác. Ông biểu lộ đúng như vậy. Tôi lại hỏi ông là một viện trưởng sống liêm khiết, thực tâm giúp người, chẳng hề muốn thu tiền tài của họ, nhưng khi người khác cương quyết biếu xén và đem lễ tạ đến đặt tại nhà ông cũng không từ chối, phải không? Viện trưởng lộ vẻ rất cao hứng, bắp mái môi phát âm ra tiếng: "Đúng." Tôi giải thích hai điểm này là nguyên nhân phát bệnh của ông. Hiện tại ông đã biết mình sai chứ? Ông gật đầu. Ông niệm theo tôi cầu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần được không? Ông lại nói ra chữ "được". Thế là tôi nắm bàn tay phải ông, niệm từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù ông không thể phát âm rõ ràng, nhưng cũng gắng niệm theo. Tôi hướng dẫn ông đọc Tam Quy: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cuối cùng tôi hỏi ông có chịu xuất tiền ra
nhờ con mình phóng sinh giùm chăng? Ông tỏ vẻ đồng ý. Hai cô con gái đều nói họ không rành làm việc này. Các kỵ sĩ có mặt đều nhiệt tình bày tỏ thiện ý sẽ làm giúp thay cho. Tôi bảo ông, các cư sĩ này đang tính in kinh sách Phật. Nếu ông bỏ tiền thu lễ của bệnh viện ra in kinh sách thiện cho người thì có thể giúp tiêu trừ tội nghiệp, bệnh ông sẽ mau lành. Ông tỏ vẻ đồng ý. Các cư sĩ hỏi, ông muốn góp bao nhiêu? Ông đưa lên ba ngón tay, miệng mấp máy, ba vàng. Chúng tôi biểu thị sự tán thán, ông biết sai chịu sửa lỗi. Trước khi chúng tôi đi, ông còn ráng giơ tay vẫy chào tạm biệt. Tôi cúi xuống nói vào tai ông, dù nằm trên giường cũng có thể niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp ông giảm thống khổ, bệnh sẽ mau ổn. Ông nhìn tôi như muốn nói ông hiểu. Mấy tháng sau, Lý cư sĩ gặp tôi báo tin viện trưởng đã mất rồi, lặng lẽ im lìm mà ra đi. Từ hôm cáo biệt chúng ta xong, ông không nói một lời nào nữa. Tôi nghe kể Lý cư sĩ đã hỏi con gái ông có muốn thực hiện nguyện vọng in kinh sách và phóng sinh của cha mình không, nhưng hai cô nín thinh chẳng trả lời. Tôi thở dài. Người ta thường nói con là chủ nợ tìm tới. Ngay lúc xác thân bạn không còn động đậy thì tất cả hết thuộc quyền mình quyết định nữa rồi. Vì vậy, muốn liễu sinh thoát tử, chúng ta phải lo tu tập khi thân đang cường tráng. Mỗi người cần phải tự cố gắng. Do chúng ta bị vô minh, tham, sân, si che mờ trí, cho nên mới tạo ra vô lượng quán. Chỉ có chân chính sám hối, nương lực diếp thọ của chư Phật, Bồ Tát mới có thể tiêu trừ. Sám dân, tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới: tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân, để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị,
và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say, giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm. Hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, thời báo Sinh Mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng, so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu, là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn. Nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh. Sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem,
loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã. Chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thực ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt, hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn, nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí chúng còn giá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng, vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan: nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích: trong nhiều kinh Phật thuyết đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ. Toi mạng ngoài ý muốn, đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán thán, cũng có thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định,
hành được 4 điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ Bát Nhã, khinh chê 10 phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tính thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ bán các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích: kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường. Kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai, khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo. Kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng. Gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào, nên tôi không biết đến Phật Pháp. Hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi chi. Chỉ nghĩ chết là hết, vì vậy tôi quan niệm sống là cứ tận hưởng hạnh phúc quan lạc. Do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu, mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này, nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình. Vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người, nên điều đầu tiên là phải tận dụng nó. Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, mà tôi thì thích có nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả. Tất nhiên các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia, vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi. Chuyện tình cảm tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết. Mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ, nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi. Tôi có bề ngoài duyên dáng quý phái cộng với nhan sắc diễm lệ, thì tôi tha hồ muốn gì có đó. Vị đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích, tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu. Hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục, đáng xấu hổ. Trước mắt tôi sống như một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu. Tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống. Từ 18 đến 24 tuổi là 6 năm tôi sống như bà hoàng. Như tôi đã nói, có nhan sắc là có tất cả. Tôi là cô gái thực dụng, người si mê tôi có rất nhiều. Nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ suy tình chút chút để giải trí. Còn ai muốn tôi ngó đến thì trong túi phải đầy ắp tiền. Tánh tình tôi hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi. Tôi là đứa con không có hiếu, không biết kính già yêu trẻ. Đối với người già, tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng, có chết đi thì cũng tốt. Đối với cha mẹ, tôi ngỗ nghịch hay cãi, ngang nhiên trả treo.
mấy mươi năm nay chưa từng đem tiền về nuôi song thân, cũng không thương em út, toàn là gây cãi không ngừng. Nhìn ai tôi cũng thấy họ không tốt. Khi tôi 25 tuổi, nghĩ mình không còn trẻ, chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa. Thế là tôi cắt đứt quan hệ, chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng. Sau đó tôi vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật tạo hình thể giả, minh chứng mình là gái tân. Làm vậy để sau này nếu có quen bạn trai mới, tôi tha hồ qua mặt, thoải mái đóng vai gái nhà lành. Cuối năm đó, một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi. Thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt, tiền nhiều, giàu có, nên tôi đồng ý quen. Cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng. Vì một khi đã quen thói buông thả thì khó mà thu thúc giữ gìn. Giao du với anh chàng nhà giàu được mấy tháng, chưa làm lễ kết hôn thì tôi và anh ta đã dội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim xét, thưởng thức toàn văn hóa đồi trụy, nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm, thô tục, uế trược. Hai đứa có cùng chí hướng, đa dâm đa dục, vậy mà sống chẳng hạnh phúc. Cuối cùng do hay gây cãi mà chia tay. Chia tay được một năm, tôi thấy thân thể không khỏe, đi kiểm tra mới biết mình bị chứng cường giáp, bướu cổ, đau khớp, thị lực giảm, vân vân, đành uống thuốc chữa trị. Trong thời gian này, vì kinh tế túng bấn, nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài. Năm 27 tuổi, qua trang web hẹn hò trên mạng, tôi quen một nam nhân. Vì đang cần kết hôn, sợ anh ta biết quá khứ của mình, tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiếp. Lúc này tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau, nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta. Kết quả chưa được mấy tháng, bất hòa phát sinh ngày càng lớn, phải chia tay. Lúc này tôi đã có thai, vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai. Sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai, tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân. Cảm thấy anh này quá hợp, thế là chưa đầy 3 tháng tôi đã kết hôn, sau đó lại ly hôn. Ly hôn rồi, vì cần người cung phụng vật chất, tôi tiếp tục gian díu thầm lén với một đại gia đã có vợ. Tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc. Sau này, nhờ học Phật, tôi mới hiểu ra. Tính tôi rất thích ăn mặc hở hang. Tôi cho rằng ăn giận như vậy mới đẹp và hấp dẫn, mới thu hút tia nhìn của người khác giới. Khi giao du, tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa. Chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình, tay nắm, chân chạm. Tôi mang một nhan sắc đẹp, nhưng tâm tư thì băng hoại, vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm. Dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết. Vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ mà thiên hạ vốn ưa bàn tán xầm xì, nên một đồn mười, mười đồn trăm. Rốt cuộc ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi, biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn, nên tất cả đều xem thường tôi, luôn dè biểu sau lưng và coi tôi như ôn dịch. Cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt, xem như tôi đã hủy hoại danh dự cả nhà. Tôi bị sốc nặng vì dư luận khó kham. Tôi đã tự sát nhưng không thành. Lúc đó tâm tư tôi như muốn quá điên, vì thấy đời mình xem như chấm hết. Ban ngày thì đầu óc hỗn loạn mê muội, đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt, tinh thần bị đả kích rất mạnh.
chừng cường giáp trị lành trước đây lại tái phát, tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều. Nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc, tôi lại càng buồn khổ khi thấy mình thui thủi cô đơn, sống mà giống như đã chết. Từ đây hết mong gì có ai yêu tôi, hỏi cưới tôi đường hoàng, một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui. Ngẫm nghĩ, tôi cáo tiếc, bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rủa những người đã thèo lẻo tung tin về đời tư của tôi. Chưa hết, tôi còn lên mạng vào những trang nét vô văn hóa, dùng đủ lời lẽ tục tiểu dơ bẩn để mạ lị người. Tôi hành xử giống như một kẻ điên, tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi, đắc tội với tôi. Tôi nguyền rủa họ, dùng những ngôn từ tục tằng khó nghe để trả thù trút hận. Bây giờ nhớ lại, thấy mình tạo nghiệp trên mạng thật rất đáng sợ. Do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy. Ngoài tai tiếng, nhan sắc tôi còn bị xuống cấp, xấu dần đi. Để tránh dư luận, tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa. Hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại, bệnh tật, hệ thống miễn dịch thấp, dễ bốc hỏa, máu huyết không đều, âm đạo viêm, thị lực giảm, vân vân. Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường hoảng hốt, luôn có cảm giác sợ sệt. Những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương. Tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn, chẳng biết gì. Tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ, cứ nhìn chằm chằm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị. Thời tôi trụ tại đỉnh cao của tà dâm, đã từng có ý nghĩ, dù tôi có hút ma túy cũng chả sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử. Nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Bây giờ tôi đang tuột dốc tận đáy xã hội, sống đơn độc, không con, không của cải, công tác không ổn định, chức vụ thấp, lương ít, thường đổi công tác luôn. Làm việc nhiều năm, vẫn là nhân viên quèn, bị người sai khiến, đi làm khổ như địa ngục. Mấy năm nay, tôi không có bạn bè, chung quanh toàn là ác duyên, tôi rất cô độc, không chồng, không xe, không nhà, không điền sản, chỉ có thể nương vào cha mẹ. Trước đây, tôi là cô gái xinh đẹp mỹ miều, đằng đằng khí thế, giờ lại biến thành kẻ xấu xí ở tận đáy xã hội. Trong những ngày tháng đau khổ tận cùng, tình cờ tôi lên nét gặp những trang hoằng pháp của Phật giáo, xem truyện báo ứng nhân quả, nghe giảng pháp, rồi học tụng kinh ăn chay, đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cảnh ngộ giống mình, thấy họ nguyện hoàn lương tu học theo pháp Phật. Tôi cũng tỉnh giác theo, tự thệ từ nay sẽ học Phật hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ. Nhờ nghiên cứu giáo lý Phật, tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi gieo. Vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân. Do tính ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng người nên tôi bị cô đơn, không bạn bè. Ác báo đã giáng xuống tôi rất công bình và tương xứng. Nhìn lại quá khứ khó kham, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực giới sắc, thệ ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung để cải biến cảnh ngộ và gắn tạo nhiều phúc điền. Sau khi quy y Tam Bảo, thệ ăn chay, nguyện sám hối, tu sửa và nghiêm trì ngũ giới được hơn một năm, thì mọi sự dần chuyển tốt. Khí sắc tôi cũng hồi phục, bệnh tật được bình ổn. Hiện tại, tôi không còn khổ đau, càng hành Phật Pháp càng an lạc,
tôi không còn cô đơn, vì có nhiều pháp lữ đồng tu chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt tình khuyến khích, dìu dắt tôi trên con đường đạo. Tôi viết bài này để phát lộ sám hối, bày tỏ lòng ăn năn chân thành, và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ. Xin đừng sống như tôi, xin đừng tà dâm, vì sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình, ác báo nhất định sẽ ập tới. Nếu không nhờ nghiên cứu tu học Phật pháp thì có lẽ bây giờ tôi đã vào diện tâm thần hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi. Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa. Trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung. Chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu. Sau khi biết Phật pháp rồi, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, không dứt bỏ mình nữa. Tôi thệ dứt ác tu thiện, nỗ lực làm người tốt, nguyện tận lực hành theo pháp Phật, tuân giữ triệt để các giới Phật chế dành cho người tại gia. Tôi phát nguyện đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh. Khi sinh ra, dù mang thân nam hay nữ, nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết. Cảm ơn trang nét Phật học đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại. Sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời. Tôi cũng mong Phật pháp được truyền rộng rãi, khiến mọi người được biết đến, đồng tu sửa, thoát khổ đau. Đối với tôi, Phật pháp là kim chỉ nam quý báu vô cùng tận, vì đã cứu độ và thức tỉnh tôi bước ra khỏi lầm mê. Nếu như tôi biết Phật pháp sớm, nếu như tôi được giáo dục hành theo Phật pháp ngay từ nhỏ, thì sẽ không có lỗi lầm như hiện tại. Văn tôi không hay nên tôi không biết diễn đạt lòng mình sao cho quý vị hiểu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người từng lạc lối giống như tôi. LH năm 2017. Như thế nào mà Phật nay bị nhức đầu cùng các việc không may khác? Phật đáp: Thuở xưa cách nay rất lâu, nơi thành La Duyệt Kỳ bị nạn đói kém đến nỗi một bát gạo đổi được một bát vàng. Người ta phải lượm xương khô giả nhỏ nấu nước uống đỡ, đào củ cỏ để ăn. Bây giờ trong nước có một đại thôn tên là Chi Việt. Cách thôn ấy không xa có một cái hồ to rộng rất nhiều cá, nên người ta gọi là hồ Đa Ngư. Dân chúng thôn Chi Việt đều dời gia đình đến ở bờ hồ, ngày ngày bắt cá ăn cho qua nạn đói. Các người chạy lưới được cá thì đem lên mé hồ làm thịt. Cá nhảy túa trên đất. Lúc ấy có một đứa trẻ độ 4 tuổi thấy cá nhảy, bèn reo mừng lấy que củi đập đầu chúng. Dưới hồ Đa Ngư có hai thứ cá, cá đa thiệt và cá phụ. Hai chú cá cùng nhau nghị luận: Chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, hậu thế quyết báo hận này. Phật bảo tiếp: Tất cả dân chúng nam nữ lớn nhỏ trong thôn Chi Việt thuở ấy nay là những người thuộc dòng họ Thích tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đứa trẻ lấy que củi đập đầu cá chơi lúc ấy nay là ta đây. Cá phù là vua Tỳ Lâu Lạc, cá đa thiệt là ác thiệt quân sư của Tỳ Lâu Lạc Vương vậy. Do nhân duyên lấy cây đập đầu cá, ta bị đọa địa ngục không biết mấy ngàn năm. Đến nay tu đắc quả chánh đẳng, vẫn còn nghiệp báo trả. Trong lúc vua Tỳ Lâu Lạc sát phạt dòng họ Thích, thì ta bị nhức đầu chửi dội. Xá Lợi Phất, ông có biết đầu ta nhức thế nào không? Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh 4 thăng đem đến. Ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán,
tức thời nước bốc hơi tiêu mất đi. Ví như đốt một cái chảo không suốt ngày rồi rưới nước vào, nước liền bị nóng khô. Đầu ta nhất cũng vậy. Xá Lợi Phất, ông xem Như Lai đã tận dứt cái ác, muôn hạnh lành viên mãn. Trời người thần quỷ, vua chúa quan dân, thảy đều tán thán ca ngợi, mà còn chịu duyên nghiệp ấy. Huống những kẻ mê si chưa đắc đạo, ông và Chư La Hán cùng tất cả chúng sanh nên học lấy gương này, ráng gìn thân khẩu ý, chớ phạm vào ác nghiệp. Phụ Bình, theo truyện Phật, lúc vua Ba Tư Nạc Sang Ca Tỳ La Vệ cầu hôn với hoàng tộc, trong dòng họ Thích thấy Ba Tư Nạc là vua một nước nhỏ nhoi, cho rằng không xứng đáng. Nhưng vì muốn giữ tình giao hảo nên chọn một tỳ nữ xinh đẹp tráo hôn. Tỳ nữ ấy về ở với vua Ba Tư Nạc, sanh ra thái tử Tỳ Lâu Lặc. Một hôm, thái tử Tỳ Lâu Lặc về thăm quê ngoại, bị những người trong hoàng tộc Thích Chủng khinh khi mắng Tỳ Lâu Lặc là con của thị tỳ. Tỳ Lâu Lặc hổ thẹn giận lắm, bảo ác thiệt, viên quan theo hầu thái tử: "Sau này ta lên ngôi, người nhớ nhắc ta rửa hận này." Về sau, khi thái tử được lên ngôi, quân sư ác thiệt nhắc lại chuyện xưa, khuyến khích Tỳ Lâu Lặc đem binh diệt dòng họ Thích. Trong lúc cả họ Thích bị bại thì Phật cũng bị nhức đầu dữ dội. Chuyện trên nêu rõ việc nhân quả báo ứng của nghiệp sát, sát sanh là một trong ba ác nghiệp của thân, điều mà chúng ta thường phạm đến. Sát mạng phải đền mạng, đó là lẽ dĩ nhiên, không trốn khỏi cơ trời báo ứng. Song nghiệp sát cũng có chia ra nặng nhẹ khác nhau. Về ngoại cảnh, làm chảy máu thân Phật, giết A-la-hán, giết thầy, cha mẹ và người ân của mình thì tội nặng hơn hết. Giết chúng sanh đồng hạng với mình tội bậc trung, giết loài hạ đẳng chúng sanh tội nhẹ hơn hai việc trên. Về tội tâm, lòng sân hận cố ý sát hại tội nặng. Tuy lòng sân hận nhưng không định giết, vì lỡ tay giết mạng, hoặc giả mình sát sanh nhưng không sân hận thì tội bậc trung. Giết bằng cách vô tâm ngộ sát, tội nhẹ. Về thời gian khởi tâm, trước khi sát ý đã hân hoan với việc sắp làm, như vui vẻ rủ nhau săn bắn. Đang lúc sát và sau khi sát được, lòng càng bừng rỡ, đó là tội nặng hơn hết. Có ý như trên, nhưng sau khi sát rồi, lòng biết hối hận thương xót, tội nhẹ. Vô tâm ngộ sát, rồi lại hối hận thương xót, tội nhẹ hơn hết. Lấy đó mà suy xét cân phân, thì rõ tội nghiệp sát của mình làm nặng hay nhẹ. Các nghiệp khác cũng như vậy, giết lớn tội lớn, giết nhiều tội nhiều. Nhưng than ôi, việc làm chánh yếu của nhân loại hiện nay là sát hại sanh mạng. Những cuộc tàn sát giữa người và người đang diễn tiến trên thế giới, ngày nay ai lại chẳng đau lòng khi nghe đến. Nhưng thôi, đây là của vấn đề to lớn mà cá nhân không tài gì ngăn cản. Nay xét việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cải thiện được phần nào. Nghiệp sát thật khó giữ cho khỏi. Con người vì sự xê dịch ăn uống hàng ngày, phải vô tình hay cố ý sát hại biết bao sanh mạng. Bước đi một bước, cuốc một khoảng đất, đặt một luống cày, tức có vô số sanh linh bị giết. Hơn nữa, vì miếng ăn ngon miệng, chúng ta thường tìm đủ cách bẫy rập các loài vật để ăn, dẫu biết rằng ngày sau ta phải bồi thường rất thống khổ. Có vị thiền sư làm bài kệ khuyên đời bớt sát sanh: "Thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu nơi lò thịt, gây thành lửa chiến tranh." Lấy công tâm mà xét, giết loài vật để ăn là một hành động bất công. Tuy nay chúng nó yếu hèn không chống cự nổi, nhưng oán hận cũng có ngày báo trả. Con người tìm vui thích trong đau khổ của kẻ khác, nuôi thân mạng bằng xương máu của các loài vật, lại đòi được sống tự do hạnh phúc
đó chẳng khác nào trồng bồ hòn mà mong trổ những quả cam đường ngon ngọt. Thật ra, cái đòi hỏi ấy nghe chẳng mấy xuôi. Nếu muốn giữ được tự do hạnh phúc, nên giữ giới bất sát. Do nhân không bắt bớ làm thiệt mạng và đau đớn chúng sanh, không làm chia lìa bầy đủ của chúng, đời đời sanh ra được phước báo trường thọ, mạnh khỏe, không bị ai bắt bớ, làm thống khổ mình và quyến thuộc được sum vầy hạnh phúc. Việc nhân quả còn là chuyện của thế gian, giả lại đã qua rồi, không sao lấy lại được. Giờ đây chúng ta nên hạ tâm thương xót đến những loài nhỏ bé yếu hèn mà tha thứ dung dưỡng chúng nó, chớ ăn nuốt mạng của chúng một cách quá hời hợt dư thừa, và hãy dừng tay lại, chớ gấp thêm một miếng thịt của chúng khi ta đã vừa no. Được như vậy, tất nhiên do ảnh hưởng ở đôi đũa của ta mà chiến tranh sẽ bớt dần. Phật giải bảy đề mộng của A Nan. Một hôm Phật ở thành Xá Vệ đang thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe, thấy A Nan sắc diện ưu sầu, Phật hỏi ông: A Nan, vì sao hôm nay ông có vẻ không vui? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, đêm rồi con nằm mộng thấy bảy điều quái lạ. Tâm con linh cảm đó là việc bất lành nên lo sợ. Ông thấy những gì? Bạch Thế Tôn, đề mộng thứ nhất thấy các sông biển đều bốc lửa lên dữ dội, ngọn lửa ngất trời. Phật bảo: A Nan, đó là điểm ám chỉ sau này trong tăng chúng nhiều người ác nghịch, ít kẻ thiện tâm. Vì muốn được sự cúng dường nên cùng nhau tranh cạnh, ví như nước biển trong mát biến thành lửa dữ. Vậy còn điểm thứ hai? Bạch Thế Tôn, kế đó con thấy mặt trời đã lặn, trên trời lại chẳng có một vì sao, khiến khắp Ta Bà đen tối mịt mờ. Phật bảo: A Nan, điểm ấy báo trước không bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, các đệ tử cũng nhập diệt. Con mắt huệ của trời người đã mất, chúng sanh mê tối. Vậy điềm kế ra sao? Bạch Thế Tôn, điềm mộng thứ ba con thấy các tỳ kheo không tuân theo quy chế của Phật, khoác áo cà sa vào chùa bị rơi xuống hố, kẻ tại gia bạch y lại đạp lên đầu các tỳ kheo ấy. Phật bảo: A Nan, điềm ấy ám chỉ vào thời Vị Lai tỳ kheo miệng thuyết giảng kinh điển nhưng chẳng phụng hành, chỉ lo ganh ghét mưu hại lẫn nhau, rốt cuộc bị đọa lạc. Nhóm bạch y thừa cơ đứng lên khinh miệt Tam Bảo, phỉ báng tăng chúng và hủy hoại chùa tháp. Vậy còn điểm thứ tư? Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không lành lẽ, đi quanh quẩn trong lùm bụi gai góc. Phật bảo: A Nan, điểm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo bỏ pháp y, phá giới luật, vui theo việc thế tục vợ con. Đó là điểm bất hạnh cho đại pháp. Vậy còn điểm thứ năm? Bạch Thế Tôn, con thấy nơi rừng Sầm Uất có rất nhiều heo rừng ủi tróc gốc đại thọ chiên đàn. Phật bảo: Điểm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo chỉ lo về sinh hoạt, bán Phật buôn kinh để sống. Vậy còn điểm kế tiếp? A Nan bạch: Trong điểm thứ sáu, con thấy voi lớn chán bỏ voi con, còn sư tử chúa của muôn thú rừng đã chết, các thú khác vẫn khiếp sợ mà xa lánh. Nhưng không bao lâu, trong thân sư tử sanh ra những sên trùng, chúng trở lại ăn rút thịt sư tử. Phật buồn bã khẽ lắc đầu bảo: Voi lớn bỏ voi con ám chỉ đời Vị Lai, các trưởng lão tỳ kheo chỉ lo tư lợi, không dẫn dắt kẻ hậu tiến. Các thú khác sợ sư tử nên tránh xa.
Còn sên trùng trong thân sư tử sanh ra trở lại rút thịt sư tử, đó là điềm báo trước, chánh pháp của Như Lai chẳng phải do ngoại đạo làm bại hoại, mà do chính các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của ta tự làm hoại pháp ta. Vậy còn điểm cuối cùng, bạch Thế Tôn, con thấy mình đổi núi tu di mà không biết nàng. Phật bảo: A Nan, điểm ấy báo trước sau 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo trời người đều mong nơi ông mà học hỏi và kết tập kinh điển. Bố thí được phước báo hiện tiền. Tại thành Xá Vệ, có vợ chồng trưởng giả nọ sanh được một gái đẹp đẽ phi thường, đặt tên là Thúc Ly. Đứa bé vừa sanh đã có y phục trắng mịn che thân, lớn lên y phục cũng lớn theo. Nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ rước thợ bạc về chạm nữ trang để làm của hồi môn cho nàng. Thúc Ly hỏi: Cha mẹ sắm những thứ ấy để làm gì? Con đã lớn, cha mẹ định gả con nên sắm nữ trang cho con. Thúc Ly nói: Con không muốn lập gia đình, xin cha mẹ cho con xuất gia. Cha mẹ nàng rất nuông chiều con nên ưng thuận theo lời xin, bèn truyền đem hàng giải ra các may pháp phục cho nàng mặc đi tu. Nàng ngăn lại bảo: Con sanh ra vốn y phục bảo thân, cha mẹ chớ nhọc lo, xin đem con đến yết kiến Phật cầu xuất gia. Khi Thúc Ly được Phật thu làm tỳ kheo ni, y phục của nàng cũng biến thành ngũ y. Nàng tinh tấn tu học, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Bấy giờ A Nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thúc Ly tỳ kheo ni do phước nghiệp gì được sanh trong gia đình giàu có, vừa sanh ra đã có y phục tùy thân, xuất gia chẳng bao lâu chứng quả A La Hán? Phật bảo: Ông hãy nghe kỹ, suy xét tận tường, ta sẽ vì ông mà nói rõ duyên do ấy. Thuở quá khứ xa xưa, có Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện cùng chư đệ tử rộng độ chúng sanh. Lúc bấy giờ, vua và thần dân trong nước thiết đại hội cúng dường cầu nghe pháp. Có một vị tỳ kheo thường đi khuyến hóa khắp nơi, đến một chòi tranh nọ, gặp một người đàn bà nghèo khổ tên là Đàn Địa Già. Tỳ kheo khuyên nàng ấy nên đến chỗ Phật bố thí và nghe pháp. Tỳ kheo giảng giải về công đức bố thí và tai hại của tánh tham lam bỏng sẻn cho nàng nghe. Đàn Nhị Già nghe xong bảo tỳ kheo hãy chờ giây phút, nàng vào thuật lại với chồng và ngỏ ý muốn bố thí. Chồng nàng tưởng vợ có dành dụm chút ít tiền riêng nên hứa: Thì muốn thí thì thí đi. Nàng chỉ vào cái chăn, chồng nàng bảo: Cái chăn ấy mặc để đi ra ngoài kiếm ăn, nếu cho tất ngồi nhà chết đói hết à. Nàng khuyên giải: Vợ chồng ta kiếp trước không bố thí nên nay cùng khổ tới nỗi này, nếu không làm được việc phước nào, ngày sau e còn nguy khốn hơn nữa. Thà nay bố thí mà chết, sao có chỗ hy vọng. Chồng nàng nghe nói vui vẻ chịu chết để bố thí. Nàng trở ra đứng nấp trong cửa, bạch tỳ kheo: Xin đại đức nhận vật bố thí này. Tỳ kheo bảo: Đàn diệt hãy ra đây bố thí để ta chú nguyện. Nàng đáp: Tôi chỉ có tấm chăn để mặc, nay đem bố thí, thân lõa lộ không ra được, xin ngài nhận cho. Nói xong nàng ném chăn ra cửa, tỳ kheo lấy chăn chú nguyện rồi đem về chỗ Phật. Đức Phật bảo tỳ kheo đưa tấm chăn ấy cho ngài. Ngài tự tay cầm lấy chăn, khiến vua quan và tí chúng đại hội đều có ý hiềm tỵ. Vì sao Phật tự dùng cánh tay muôn phước trang nghiêm thọ lãnh vật thô tệ dơ giấy như thế? Phật biết tâm lý chúng nhân, bèn đưa chăn ra bảo: Ta xem tất cả các món quý giá trong đại hội cúng dường hôm nay chưa bằng được vật này. Phật thuật rõ việc vợ chồng Đàn Nị Già chịu lõa lồ chết đói trong xó nhà để thí, thế nên vật khinh mà tình trọng.
Nghe Phật nói, mọi người đều cảm động. Hoàng hậu tháo đồ trang sức vàng ngọc, cả vua quan cũng đem y phục tiền bạc góp lại gửi giúp vợ chồng nàng nhị già và bảo đến chỗ Phật nghe pháp. Thuật đến đây, Phật bảo A Nan: Đàn đi già nghèo khổ xưa kia nay là Thúc Ly Tỳ Kheo Ni vậy. Do lòng thanh tịnh bố thí nên trải 91 kiếp sanh nơi nào đều có y phục tùy thân, không hề túng thiếu. Và do ngày trước ở nơi pháp hội của Tỳ Bà Thi Phật nghe pháp phát nguyện giải thoát nên nay được gặp ta và đắc đạo quả A-La-Hán. Vậy các ông nên tinh tấn nghe pháp bố thí. Phụ bình. Sự giao tiếp ở đời người ta thường bảo tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Việc bố thí cũng vậy. Cái cao quý do tấm lòng, không tại nơi vật quý. Và bố thí một ít nhưng thâu hoạch cả muôn vàng. Hai vợ chồng đàn nị già chỉ có một cái chăn. Người này mặc đi kiếm ăn thì người kia phải trần truồng ngồi nhà đợi. Ôi, trên đời có vô số kẻ cơ bần, nhưng nghèo đến như hai vợ chồng này thật thế gian hy hữu. Vậy mà đàn nị già làm được phước báo nhãn tiền và đời đời sanh nơi phú quý có y phục tùy thân, chỉ đến đắc đạo tưởng chưa quá đáng. Chúng ta giàu nghèo lắm cũng bằng đàn nị già là cùng. Thẳng như chưa làm được việc bố thí, chớ đổ rằng vì túng thiếu mà nên tự nhận vì thí tâm của ta chưa dõng mãnh vậy. Hai mươi sáu. Thấy sát sanh vui theo bị quả báo. Có một vị trưởng giả tài của vô số kể nhưng hiếm con. Ông chỉ có một người con để nối dòng. Con ông rất thông minh, tuấn tú, thế gian ít người sánh kịp. Bao nhiêu tình thương và hy vọng ông đều đặt vào đứa con yêu quý duy nhất ấy. Đứa nhỏ đến tuổi thành nhân, ông chọn nơi môn đăng hộ đối cưới vợ cho con. Một hôm vợ chồng nó ra huê viên ngắm cảnh, vợ thấy hoa phượng dĩ nở đỏ cành thật thích ý. Chồng muốn làm vừa lòng vợ, trèo lên cây định bẻ một cành hoa biếu vợ, chẳng may gãy nhánh té xuống chết tốt. Trưởng giả hay tin con té chết, quá đỗi sầu thảm, khiến người tẩn liệm quàng tại nhà sau. Ngày ngày ông đến linh cữu khóc than thảm thiết, ngất đi tỉnh lại chẳng biết mấy lần. Ngày kia Phật đi hóa trai đến nhà trưởng giả. Ông thỉnh Phật vào nhà cúng dường cơm nước. Phật thấy ông buồn rầu tiều tụy, bèn hỏi duyên do. Trưởng giả đem việc con mình chết bất đắc kể lại và bạch: Bạch Thế Tôn, chẳng rõ nhân duyên tội nghiệp ra sao mà con tôi phải chết yểu, lưu sầu thảm hại cho tôi như vậy. Phật bảo: Này trưởng giả, cách đây vô số kiếp, có ba người thương buôn đang ngồi dưới bóng cây bên vỉa đường nghỉ mệt. Có một đứa nhỏ mang cung tên đến gần ba người ấy, dừng lại, giương cung nhắm bắn một con chim đang đậu trên cành. Ba người đồng nói: Chim đậu trên cao như vậy mà ngươi bắn trúng thì hay lắm. Đứa bé buông dây, chim bị tên xuyên ngang mình rớt xuống chết tốt. Ba người kia vỗ tay khen ngợi tài thiện xạ của đứa trẻ. Phật nhìn ngay đứa trẻ kết thúc câu chuyện. Phật nhìn ngay trưởng giả kết thúc câu chuyện. Ba người thương buôn khi trải qua nhờ tu phước đức nên nay một người làm thiên đế cõi trời, một người sanh cõi nhân gian giàu có muôn hộ chính là ông, và người nữa là Long Dương ngự trị dưới thủy cung. Còn đứa bé thiện xạ kia đã sanh làm con thiên đế, vừa bị yểu tử. Thiên đế đến nay còn sầu não, kế xuống nhân gian làm con trưởng giả và bị té cây chết, khiến trưởng giả buồn khổ. Hiện giờ nó đã đầu sanh làm con của Long Dương và ít lâu sẽ bị chim kim xúy điểu ăn thịt, khiến Long Dương cũng sầu thảm như ông vậy. Bởi xưa kia hoan hỷ với việc sát sanh của đứa bé ấy nên phải thảm khổ,
vì sự yểu tử của nó. Phụ Bình. Theo kinh Phật dạy, phàm tạo nghiệp lành dữ đều có ba cách: tự mình làm, khuyên người làm và thấy người khác làm mà vui theo. Trường hợp của trưởng giả nói trên là kiến sát tùy hỷ, thấy sát sanh mà vui theo. Kẻ sát sanh mạng căn ngắn ngủi, người vui thấy diệt sát tức phải khổ sầu vì kẻ bạc mạng kia. Nhưng ôi, vui chẳng có bao mà khổ thật quá khổ. Nên chúng ta tin luật nhân quả, dù không có phương tiện làm lành, ta cũng nên khuyên người làm và vui vẻ, hài lòng khi thấy người khác làm được gì phải hầu tránh khổ báo, lại được yên vui về sau vậy. Hai mươi bảy, cậy thế quỷ thần. Có vị tỳ kheo vừa khóc vừa đi lang thang trên quãng đường rừng vắng vẻ, bỗng có một con quỷ hiện ra đón nói: Ông đi đâu? Vì sao khóc lóc? Tỳ kheo đáp: Tôi chẳng may phạm giới, bị giáo hội trục xuất, dân chúng thấy vậy không cúng dường nữa, nên tôi phải bỏ tụ lạc đi nơi khác, nghĩ tội phận nên tôi khóc. Quỷ bảo: Vậy ông cũng đồng cảnh ngộ với tôi vì phạm tội nên bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đuổi đi. Bây giờ tôi có kế giúp ông được dân chúng tín nhiệm cúng dường long trọng. Nhưng ông nhớ, khi được món gì trước phải cúng giái tôi. Tỳ kheo hứa chịu. Quỷ bèn cõng tỳ kheo bay về chỗ cũ. Dân chúng tụ lại chỉ thấy tỳ kheo chớ không thấy quỷ. Ngờ tỳ kheo đắc đạo biết đằng dân, cùng nhau lễ bái thỉnh về chùa, lại còn khiển trách giáo hội xét đoán không công minh, đuổi oan người đắc đạo. Từ đấy dân chúng tấp nập đem dân cúng lễ vật. Tỳ kheo y như lời hứa, mỗi mỗi đều vái cúng cho quỷ trước. Ngày kia, quỷ đang cõng tỳ kheo du hành trên không, chẳng may gặp quan thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quỷ kinh hãi ném tỳ kheo xuống đất và tận lực đào tẩu. Tỳ kheo bị rơi từ không trung xuống đất nát thay. Phụ Bình. Trên đời này có lắm kẻ không quan thiết đến việc trao luyện tài đức, chỉ chuyên chạy chọt nịnh bợ cầu cạnh vào quyền thế của người khác để hưởng danh vị lợi lộc mà đúng ra mình không xứng đáng hưởng. Ngày kia chỗ dựa nương ấy siêu đổ, tất mình phải mang khổ nhục. Điều này hằng xảy ra trên thực tế mà ai cũng từng chứng kiến. Trường đời đã vậy, trong cửa đạo cũng lắm hạnh dối tu, mang lốt bề ngoài để lòe người đặng lợi dưỡng tấm thân. Có kẻ dùng phù chú hay ở ngáp xuống lên, thượng sát cởi đồng, nương dựa quỷ thần, dối nói việc thiên cơ, đoán họa phước tương lai cho người để mua chút hư danh. Những hạng người nói trên, nếu chẳng sớm cố gắng tự trau dồi đức hạnh trí tuệ cho xứng đáng, được đời tôn trọng, lại cứ lừa dối mãi, e ngày kia như tỳ kheo rơi ngã thiệt thân. Hai mươi tám, quán tặc đón đường. Một hôm, Phật cùng đệ tử đang đi theo đường cái, bỗng Phật rẽ tắt vào đường cỏ. A Nan thưa hỏi duyên do, Phật bảo: Ở trước kia có quán tặc đón đường, chốc nữa ba người phạm chí sẽ bị hại. Giây phút sau có ba người phạm chí đi đến, gặp vàng bạc bảo vật tụ đóng ở dãy đường. Ba người thu lượm rồi bàn tính: Giờ đã trưa rồi, vậy hai người ở lại giữ vàng, một người trở xuống chợ mua thức ăn rồi sẽ lên đường. Phân công xong, người mang tiền xuống chợ vừa đi vừa nghĩ, sẵn dịp sẽ dùng độc dược thuốc hai người kia để hưởng trọn tài của một mình, có thể hơn chia lấy một phần ba. Nghĩ đoạn đến chợ, người ấy mua thuốc độc trộn vào đồ ăn đem về.
Hai Phạm Chí ở lại giữ vàng cũng sanh lòng bất chánh, thương nghị cùng nhau giết tên kia để đạt phần của y. Tên Phạm Chí đi mua thức ăn đem về, bất ngờ bị hai người kia hạ sát. Thi hành xong thủ đoạn, họ ném thay tên ấy vào rừng, rồi lấy đồ ăn ra dùng, bị ngộ độc chết cả. Phụ Bình. Người đời thiếu thốn tiền của chịu lắm điều điêu đứng, trái lại kẻ có tiền nhiều thì được hạnh phúc sung sướng. Vậy mà Đức Phật cho rằng vàng ngọc là oán tặc đón đường, có quả vậy chăng? Cứ theo chuyện vừa kể trên và chiêm nghiệm ngay các việc xảy ra hàng ngày mà chúng ta đã thấy hoặc đọc trong các báo, những vụ giết chóc, phản bội, tàn hại nhau vì tiền không kể xiết, đủ chứng minh vàng ngọc tiền của thật là oán tặc. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, cả đến chiến tranh bùng nổ khắp trên thế giới ngày nay cũng vì tham lợi. Người ta bảo đời nay là thời đại kim tiền, vì kim tiền ngự trị trên tất cả. Nhưng xét cho cùng, vàng bạc phải chăng thật có mãnh lực vạn năng đến thế? Đúng ra vàng bạc là vật vô tri, nào biết hại ai, chỉ tại lòng tham độc con người tự hại lấy mình. Vật vô tình tại mình hữu ý, báo vật chẳng qua là một duyên cớ, một mục tiêu để người ta nhắm vào mà tranh đoạt. Dứt được lòng tham này, thế giới sẽ hòa bình ngay, và báo vật không còn là oán tặc nữa. Trái lại, ta có thể dùng nó làm lợi khí giúp đời qua cơn túng thiếu. Chính Đức Phật có dạy, tài vật không đáng tiếc và cũng chớ nên khinh, như trong câu chuyện sau đây. Chớ nên tiếc cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật. Có 500 vị lực sĩ xuất gia làm tỳ kheo đồng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm trộm thừa lúc tỳ kheo đang tụng niệm lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị tỳ kheo chỉ còn một bộ nê hoàng tăng đang mặc. Bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo: Sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến? Tỳ kheo bạch: Vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám. Phật bảo: Nếu không hô lên, trộm lột hết đồ đạc các ông, ai đền lại cho? Vậy từ nay ta cho phép các ông, nếu có trộm đến la lên, lấy gậy, đá, ném, đập dọa đuổi nó đi, nhưng chớ cố làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc, cũng chớ nên khinh. Thân không đáng tiếc vì nó là một vật vô thường, bại hoại không bền vững. Người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc, tham đắm, gây nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo. Bởi thế nên không đáng tiếc. Thân chớ nên khinh, vì nhờ có thân này khi gặp bậc hiền thánh kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sao nhờ phước đức ấy đắc kim cương bảo trân. Thế nên chớ hủy hoại thân thể. Mạng sống chẳng đáng tiếc, vì con người muốn bảo tồn mạng sống nên sát hại, cướp trộm, dâm dật, đố, miệng nói vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, tâm sanh tham, sân si, tà kiến, về sau bị đọa địa ngục. Lại chớ khinh mạng sống, vì nhờ có mạng sống nên gặp thánh hiền, nghe được pháp yếu tu hành, sao đặng phước báo thọ mạng vô lượng. Thế nên chớ khinh mạng sống. Tài vật không đáng tiếc vì nó thuộc của năm nhà: vật cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng, con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật vì nhờ có của gặp bậc đại phước điền dùng nó để bố thí cúng dường, sao sẽ đặng kho tàng bảy báo khắp bốn phương cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Đức Phật ân cần giảng tiếp: Phàm bố thí tu phước chớ nên cầu phước báo cõi nhân thiên, hãy cầu quả Phật. Ví như gieo trồng hạt giống, chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá.
nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước, tu phước cầu Phật quả. Quả tuy chưa đến, nhưng ngôi vị Kim Luân Dương, Đế Thích Phạm Dương tự nhiên đến trước vậy. Phụ Bình, có thân phải khổ vì thân, lẽ ấy ai ai cũng rõ. Nào đói rét, tật bệnh, nào thiên tai địa ách, muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân, tại sao không bảo tồn nó được? Vì thế, Phật dạy, thân không đáng tiếc. Trên thực tế, thân chẳng phải vô ích, bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có lợi ích cho đời, há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài cao đức lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Vì thế Phật cũng vậy, chớ nên khinh hủy thân mạng. Có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích. Nếu có thêm tài của càng hay, nhưng ta phải ngự trị được thân mạng tài của. Nếu để chúng sai khiến lại ta, thì tài của sẽ là oán tật, đời sống tối tăm đau khổ, và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn. Cách ngôn Tây Phương có câu: tiền của là một đứa tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng. Ba mươi lẽ họa phước. Có một vị trưởng giả thiết thực đem đến chùa cúng dường cho 10 vạn chư tăng để cầu phước vui ở cõi trời. Trong số sa môn có một vị tuổi quá già đầu bạc, răng rụng, thân thể gầy ốm, đã chứng quả La Hán đắc lục thông làm thượng thủ cai quản tăng hội. Sau khi chú nguyện thọ thực, lão tỳ kheo bảo chủ nhà rằng: đàn dược bố thí hôm nay đắc đại tội. Bấy giờ những vị sa môn chưa đắc quả bảo nhau: thượng tọa già lẩm cẩm nói trái lẽ. Ông đáp: ta nói sự thật chẳng phải sai đâu. Chúng sa môn hỏi: vì sao gieo giống phước lại đắc tội? Ông đáp: các ông biết một vừa biết hai, người này nhờ gieo giống phước sao được sanh lên cõi trời như sở nguyện, nhưng trong khi hưởng phước vui sanh lòng kiêu mạn, chẳng cầu đạo giải thoát, gặp Phật không quy y, thấy pháp kinh chẳng cần xem, không kính trọng sa môn, tâm tánh buông lung phóng dật, đến khi thiên phước hưởng tận sẽ đọa vào ác đạo vô lượng kiếp, đền xong tội nghiệp mới thoát khỏi. Vì tham thọ hưởng vui thế tục, nếu chuyển tâm hướng về theo chánh đạo, gieo giống lành ngày sau hưởng sẽ khỏi bị hậu quả khổ sở. Phụ Bình, họa đó rồi phước đó, trong may có rủi, trong rủi có may, như truyện tái ông mất ngựa. Đó là họa phước do túc nghiệp tiền duyên mà con người thường cho là định mệnh. Còn đây, lẽ họa phước do lòng kiêu sa của người khi thạnh thế, hay lòng trắc ẩn khi thấy kẻ đồng bệnh tương thân. Có người lâm cơn nguy nạn, ngẫm mình mà xét đến người nên làm được việc phải, nhưng lúc sang vào quên thuở hàm vi, làm điều thương luân ác đức. Lại có kẻ giàu thì dâm dật kiêu căng, nghèo túng thì sinh ra gian hùng điêu trá, nghiệp bất lành chưa trả mãi dai thêm. Với kẻ ấy, cảnh nào cũng là cơ hội không may. Nếu tin ở nghiệp quả luân hồi, biết lấy sự giải thoát làm định hướng cho mình, thì giàu nghèo, sướng khổ không thể xoay chuyển được thiện tâm. Sống ngoài dòng tục lụy, thông dong thọ hưởng lúc giàu sang, vui vẻ chịu đựng cơn bỉ cực. Với người đã tìm hiểu chân lý, lạc đạo an bần, dù gặp cảnh nào cũng là cơ hội tốt. Đức Phật dạy, thà ở trong tội tác phước, chớ nên ở nơi phước tác tội. Bị diệt nước ràng buộc, đau ốm, nghèo khó mà tu phước đức,
đó là trong tội tác phước, được an nhàn tu học lại không lo hành đạo, tụng niệm kinh điển, tức là nơi phước mà tạo tội. Thể theo ý trên, chúng ta có thể kết luận một câu mà kẻ tiểu nhân đắc thế thường cho là nói đúng: tha nghèo mà biết tu hành tác phước còn hơn người giàu có chỉ kiêu sa phóng dật, gây nhiều ác nghiệp. 31. Thiên kiến. Có vị thái tử vừa lên 7 tuổi đã theo thầy vào non học đạo, không từng hiểu biết về việc xử thế. Khi vua cha băng hà, các quan lên non tìm rước thái tử về nối ngôi. Thái tử về cung, được trù quan nấu nướng các thức ăn cao lương mỹ vị dâng lên cho thái tử. Ăn ngon miệng, thái tử khen ngợi trù quan là bậc tài giỏi nhất đời, mỗi mỗi việc nước đều hỏi trù quan cả. Quần thần thấy vậy cười bảo Tân Dương: trù quan chỉ giỏi nấu ăn thôi, quốc gia đại sự mỗi việc đều có người chuyên môn cai quản. Trị nước có quan lại bộ, binh nhung có quan binh bộ đảm nhiệm, không thể chỉ dùng một người mà hoàn thành được muôn việc, nhất là việc lớn lao hệ trọng. Tân Dương hiểu ra, tự cười sự thiên kiến quá ngớ ngẩn của mình. Phụ bình. Cách ngôn xưa có câu: nhất ngôn trúng dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Ôi, vì sao chỉ trúng được một lời thì cả dạng lời đều tinh dụng, còn rủi trật một lời cho rằng dạng sự hỏng bét? Vậy nếu lời nào trúng thì dùng, còn trật thì thôi chẳng đặng ư? Chả hiểu có phải nhờ ảnh hưởng của câu châm ngôn ấy mà những nhóm Sơn Đông khoe tài ảo thuật của chúng rùm beng, và nhờ nói được làm được nên chúng bán thuốc rất chạy. Lối thiên kiến và cố chấp ấy làm như thông bệnh của mọi người. Thầy Mạnh Tử bảo: ta không ưa tật cố chấp, nó chỉ được có một việc mà hư hỏng cả mọi việc. Sự thiên kiến và cố chấp hay làm ngăn trệ tí hóa của ta. Giả như có một sự nhận xét nào hay, xem được một quyển kinh nào phù hợp, liền cho ý kiến ấy tuyệt diệu, quyển kinh ấy đầy đủ rồi, từ khước mọi ý khác dù có hay hơn, không chịu xem một quyển kinh nào khác dù là kinh Phật, thì ta không tài nào tiến xa hơn nữa. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Cái chân lý tuyệt đối tất nhiên không thể dùng đến lời nói, vì ngay chữ tuyệt đối đã là con đẻ của tương đối rồi. Đã tương đối tất có hàm chứa mỗi mỗi cái hay, cái phải của nó. Muốn nhận xét đúng sự thật, tiến đến chỗ hiểu biết sâu xa, làm nên việc lớn, ta phải xem xét toàn diện sự thật, dung hợp những ý kiến hay và biết dùng người đúng chỗ. Việc tu hành cũng vậy, chớ quá câu nệ thiên chấp một pháp nào, rồi tuyệt bỏ tất cả Phật pháp mà thành ra ngớ ngẩn, như nhà vua trị nước chỉ biết có người đầu bếp. Ba mươi hai, xuống mà lên. Có vị quốc vương mỗi lần gặp vị sa môn đều xuống xe lễ bái. Quần thần cho như vậy là giảm giá trị của vua nên can: tâu bệ hạ, ngài là bậc tối tôn trong nước, chớ nên xuống xe lễ bái các sa môn, e làm nhục quốc thể. Vua đáp: các khanh chẳng hiểu, phàm kẻ biết khiêm cung lễ kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng sa môn, hiện thế được thiên hạ kính, vì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Trẫm nay xuống xe hạ mình lễ kính chư tăng, ấy là trẫm lên, chứ có xuống đâu mà các khanh phòng sợ nhẹ quốc thể. Các quan nghe nói đều cúi đầu khâm phục. Phụ bình. Con người nếu thiếu tánh tự trọng, tất không gìn được giá phẩm, bạ nói bạ làm, vô liêm bất chánh. Người như vậy dẫu có tài giỏi hoặc ở địa vị nào cũng đáng kinh bỉ nhòm gớm. Trái lại, người biết tự tôn tự trọng,
dù ở nơi vắng vẻ chẳng làm điều bất chánh, tính việc sằng xiên. Thế nên đức tự trọng cần phải có, vì nó là cái danh dự chơn chánh và đạo quý của con người. Nhưng tự trọng là không phải dinh dên tự đắc, khi người ngạo vật thành ra ngạo mạn kiêu căng, sống đã vô bổ cho xã hội, còn khiến cho mọi người chán ghét. Bây giờ xét qua tánh khiêm hạ có phản trái với tánh tự trọng chăng? Một vị giáo sư cúi đầu đáp lễ đứa bé đang kính cẩn chào mình. Sinh viên hỏi: sao thầy lại hạ mình chào một đứa trẻ nhỏ? Giáo sư đáp: vì ta sợ nó chê ta không biết lễ bằng nó. Khiêm tính không làm giảm giá trị của ta. Nếu địa vị càng cao, ta càng nên khiêm hạ. Càng khiêm hạ, phẩm giá càng tăng, người đời càng yêu thích. Theo Phật dạy, tâm ngã mạn, cống cao sẽ sanh nơi đê tiện hèn hạ, tâm khiêm cung sẽ sanh nơi tôn quý. Và theo luật phản ứng tự nhiên, khinh người thì người khinh lại, trọng người thì người trọng lại. Cứ như trên thì khiêm cung tức là tự trọng, tự nâng cao phẩm giá của mình. Trái lại, tự kiêu, coi ta đây là hơn hết, xem đời như thể rác rơm, đó là xúi người phỉ nhổ mình, tự làm cho đời mình trở nên hạ tiện. Rõ lẽ hạ mình xuống, để đời mình cao vượt lên như già vua đây, quả đáng làm gương cho thế nhân vậy. Ba mươi ba, pháp vũ nhiệm màu. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế, vốn oán ghét đại đức Mục Kiền Liên đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ. Vì Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất, do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị ngài hàng phục, nên chúng hợp nhau cùng mưu tính trả thù. Bởi thấy mãnh lực vạn năng của mỹ sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng này tuổi ngoài 30 nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng, dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời, nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo xui nàng tìm cách cám dỗ, làm tiêu tàn giới đức của Mục Kiền Liên. Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ả ngồi đón đại đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa: bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát. Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: cô đã sống một cuộc đời khổ sầu tội lỗi quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toan có hành động ám muội với kẻ tu hành nữa sao? Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt: bạch đại đức, sao ngài có ý nghĩ không tốt cho tôi? Mục Kiền Liên đáp: cô không thể che giấu được ẩn ý đối với tôi đâu. Cô vì quá thích ưa và ỷ lại nơi sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó có thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy càng lúc càng lún thêm đến thiệt mạng. Cô ả biến sắc, vừa kính phục đại đức, vừa bối rối hoảng sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thổn thức thưa: bạch đại đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa. Tôi có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài phải bịt tai quay mặt. Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi: không hề gì, cô cứ nói, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô hoán cải cuộc đời. À,
mà cô tên gì? Nàng tiếp tục kể lễ. Kính thưa đại đức, tôi tên là Liên Hoa Sắc, sanh tại thành Bích Xoa. Năm 16 tuổi xuất giá theo chồng, sinh hạ con gái. Kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Trời ơi, khi rõ được chuyện không may ấy, lòng đau quặn thắt can trường. Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Thôi, tôi đành âm thầm bỏ chồng con ra đi xa xứ, cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi tái giá. Người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Có một dạo, chồng tôi sang thành Bích Xoa, nơi quê hương của tôi, để mua bán. Người bèn bỏ ra một số tiền to lớn, cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp, đem về giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy, tôi làm dữ, khóc lóc, đe dọa đập phá, đòi chồng phải đem con bé ấy ra cho tôi xem, coi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch, tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng phải ai xa lạ, nàng là con gái của tôi với chồng trước. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Làm sao mà ngồi yên trong gia đình ấy nữa đây? Khổ tâm tới cùng cực, tôi đâm ra hận đời, oán người, liệt dấn thân vào chốn ăn chơi để đem sắc đẹp của mình ra trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình tan nát, xáo trộn cũng vì tôi. Bao nhiêu sự nghiệp tiêu tán, tôi quyết trút hết nỗi oán hờn vào những bọn đàn ông đắm sắc mê hoa. Không nói chắc ngài cũng rõ, hiện tại đối với tôi chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ. Thuật đến đây, Liên Hoa Sắc nước mắt ràn rụa, người nhìn một Kiền Liên bạch. Bạch đại đức, một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao mà rửa sạch được. Một Kiền Liên xót thương khuyến khích. Nàng chớ ngại, y phục lỡ dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm, tắm rửa sẽ sạch sẽ lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng Phật Pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành lòng hối quá quy y Tam Bảo tu hành, hầu chấm dứt quãng đời truân chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa Sắc vui mừng khôn tả, lễ tạ một Kiền Liên, nhờ giới thiệu với Phật, xin quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi quá khổ sầu chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, Liên Hoa Sắc lòng trần nguội lạnh. Nàng thành tâm nương theo Phật Pháp tu hành, ít lâu sau nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới. Ba mươi bốn, xuất gia vì tình ái. Đại đức A Nan, em chú bác của Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ làm cảm lòng người. Các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa đắc thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật Pháp. Đời ông cũng do đó mà thường gặp chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao sự hiểu lầm, biết bao lời chỉ trích bởi sự ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Phật mới hết mang tai tiếng.
xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thưa Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào? Đức Phật nhìn khắp các đệ tử ôn tồn đáp lại A Nan và cũng khuyến cáo chung: Này A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, chớ nên bận biệu vì nữ sắc. A Nan, tuy ông tuổi đã dậy chiều, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm khất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: Thưa cô, xin cô vui lòng bố thí cho tôi một bát nước. Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang mạo khôi ngô đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan, nàng kinh sợ lùi lại mấy bước, khép nép thưa: Chẳng dám, bạch đại đức, kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài một vị dương tử xuất gia. A Nan nhã nhận đáp: Cô chớ ngại, là một vị tỳ kheo ôm bát xin ân, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn. Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước, uống xong A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khi khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh tao đượm tràn thiên ý của A Nan còn văng vẳng bên tai. Nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng ngây ngất, lửa yêu đương bắt đầu nhóm cháy trong tim. Suốt ngày nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dưỡi mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gạn hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của A Nan, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều liền thỉnh một thầy chú thuật dùng bùa chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng, mà một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt mỉm cười đưa tay ngoắt. A Nan tức thời như bị một nghị lực vạn năng khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ rêu ríu bước vào nhà thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ bày tỏ tình yêu tha thiết của nàng đối với ông. Giữa lúc sắp sa vào tội lỗi, bỗng nhiên lý trí bừng dậy. A Nan chợt tỉnh, nghĩ mình đã xuất gia thọ cuộc túc giới, mà vào phòng nữ nhân như vậy thật rất phi pháp. Ông thấy mình hiện tại như đang đứng trên dù đá treo leo trơn nhớt, và dưới chân là hố sâu thăm thẳm. Tấn thối lưỡng nan, và chỉ một chút gió lay cũng đủ làm khuynh đảo tiêu tan cả huệ mạng. Đúng lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất dâng lời Phật hiện đến giúp A Nan bừng tỉnh, rồi dẫn ông về tịnh xá cùng thiếu nữ si tình ấy. Về đến tịnh xá, thiếu nữ ra mắt Phật, nàng quỳ mọp sát đất trước Phật thỉnh cầu, xin Phật từ bi chấp nhận nàng được bên cạnh A Nan trọn đời trọn kiếp. Phật nhìn nàng mỉm cười: Nàng muốn được làm vợ A Nan lắm sao? Thiếu nữ gật đầu. Phật từ tốn: Điều đó không khó. Nếu nàng muốn được sống gần A Nan thì phải chấp nhận một việc, không biết nàng có ưng thuận không? Thiếu nữ mừng rỡ: Bạch Phật, dầu nhảy vào lửa đỏ hay đi trên băng tuyết, con cũng vâng chịu. Phật điềm tĩnh bảo: Nếu vậy, nàng xuất gia tu học để được ta chấp thuận yêu cầu của nàng, nàng nghĩ sao? Thiếu nữ ngoan ngoãn ưng thuận. Đức Phật làm lễ thế pháp cho nàng. Vì tình yêu lý tưởng, thiếu nữ cố gắng hành trì tu học, thậm chí nghe Phật thuyết pháp. Thời gian lần lượt trôi qua, pháp vũ dần thấm mát lòng nàng.
nếp sống lặng lẽ trang nghiêm nơi tịnh xá khiến bảo lòng êm dịu lại, sống tâm lắng hạ đi nhiều. Nàng hiểu được đời là giả tạm, vạn vật vô thường, xác thân ô uế. Ái dục là nguồn cội các khổ. Sau những ngày triền miên nhập định tham thiền suy gẫm lời Phật dạy, lửa tình dục tắt hẳn. Rồi bỗng nhiên trong đống tro tàn nguội lạnh của tâm tư bừng sáng lên ánh sáng trí tuệ, thiếu nữ đắc thánh quả. Nhớ lại hành động điên cuồng của mình cách nửa năm về trước, trong lúc quá say mê tình ái, nàng rất hổ thẹn, đến cuối mình lễ sát chân Phật, nhưng lần này với vẻ vô cùng kính trọng và cảm kích rơi lệ. Bạch Thế Tôn, lòng từ bi của ngài thật rộng lớn tựa biển trời. Đối với nữ nhân hạ tiện như con đây mà Thế Tôn cũng hết lòng tìm phương cứu độ. Nay con được chứng quả trước ông A Nan, xét lỗi xưa lấy làm xấu hổ. Xin Thế Tôn chứng cho con sám hối, và con xin nguyện suốt đời ở trong tăng đoàn làm tỳ kheo ni, noi gương hành đạo của Phật Đà. Thiếu nữ lưu để một câu chuyện khá lý thú trong giới thiền lâm, ấy là Ma Đăng Già, người con gái si tình mà những ai có xem kinh Lăng Nghiêm đều nghe và biết tên nàng. Phụ Bình, câu chuyện này như câu chuyện tên trộm giả xuất gia. Tuy buổi đầu vào cửa đạo với dụng ý bất hảo, nhưng khi tu Phật hối cải chí tâm, tu tập cũng được chứng quả. Riêng chuyện Ma Đăng Già đã hiểu hiện tài phương tiện khéo léo nhiệm màu của Đức Phật ân cần chỉ giáo cho, thì mê giường bao lại chẳng tỉnh ra. Là Phật tử đọc truyện trên, chúng ta không khỏi buồn thương cho mình phước mẫu nghiệp dày, sanh sao Phật những 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu lắm chuyện khó khăn, mắt lờ lệch phải dò dẫm trên đường nhiều nẻo lẻ. Giờ phải làm sao đây? Xưa Đức Phật có một hôm, ngài khuyên răn các đệ tử: giới luật là vị đại sư của các ngươi, giới còn Phật pháp còn, giới mất tức Phật pháp mất. Ba mươi lăm, đức độ qua sự ăn uống. Ánh vàng vừa ló bóng, vạn vật vừa trỗi dậy reo mừng chào đón bình minh. Mọi nơi, người người rộn rịp sắp sửa họp buổi chợ đời. Cảnh tưng bừng của ngày qua diễn lại. Nhưng ở đây, khu vực hoàng cung vẫn im lìm, như nàng thiếu nữ đài cát phong lưu vừa tỉnh giấc nằm ráng trên giường, ôn lại mộng du dương. Cây no sương đứng khoác chiếc áo màu xanh mướt, hoa trang điểm sông chúng chiếm cười dưới nắng hồng. Cảnh vật nên thơ làm sao? Nhưng lạ thay, không một bóng người lai vãng. Phải chăng đây là chốn hoang vu tịch mịch? Còn cung điện kia là di tích của một triều đại suy tàn? Không, đó là hoàng thành đầy sát khí của ác sanh dương, một ông vua tin theo tà đạo rất hung tàn bạo ngược. Đã biết bao người vô phước bị giết chỉ vì để nhà vua gặp mặt trong khi người ngự giá đến chiêm bái nơi thiên miếu mỗi sáng tinh sương. Sáng nay như thường lệ, ác sanh dương ngồi chiếm trệ trên long xa, quan quân gươm giáo chỉnh tề theo hộ giá, đám người lặng lẽ bước đi như con độc xà bò nhẹ giữa rừng, không có tiếng nạt dẹp đường như các ông vua khác, vì từ hoàng cung đến thiên miếu vắng tanh, người vật đều lẫn trốn. Nhìn cảnh tịch mịch và khiếp sợ, nhà vua gật gù đắc ý với uy thế của mình. Bỗng vua quắt mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vừa giận dữ vừa ngạc nhiên. Từ xa một bóng người thấp thoáng ẩn hiện sau rặng cây đang tiến dần về phía vua. Ai đó? Vua lầu bầu. Dạ có lẽ khách tha phương mới đến chưa hiểu điều luật của ta chăng? Khoảnh khắc khách đã đến trước xe vua, và lạ thay, nhanh như chớp, khách trở thành vị sa môn đoan chính oai nghi. À, hay cho ca chân viên. Vua hét to. Quân đâu? Bắt lão chọc đầu này đem giết ngay. Phải, đó là tôn giả Ca Chiên Viên thuộc dòng Bà La Môn trong nước của ác sanh dương. Bấy lâu ngài theo Phật tu học vừa chứng quả A-La-Hán, ngài vâng lời Phật dạy trở về cố quốc tùy cơ hóa độ nhân sanh.
ngài hóa ra khách lạ đón đường Áp Sanh Dương và hiện lại nguyên hình. Trước cơn thịnh nộ ấy, ngài không chút sợ hãi, lễ phép cúi chào rồi đoan nghiêm hỏi lại nhà vua giữa sự kinh ngạc của ba quân tướng sĩ: Tâu bệ hạ, tôi bị giết vì tội gì? Nhà vua nói: Được, ta sẽ nói cho ngươi rõ để chết khỏi ân hận. Nhà vua gằn từng tiếng: Sáng sớm mà gặp kẻ trọc đầu là đêm bất lành, nên ta phải giết người. Người biết chưa? Nói xong, vua buông ra một chổi cười đanh ác. Tôn giả ôn tồn đáp: Tâu bệ hạ, nhà vua gặp tôi, nhà vua không tổn hại gì cả. Trái lại, vừa gặp vua, tôi liền bị giết. Như vậy lời nói của bệ hạ đổi lại cho tôi mới đúng, do túc nghiệp. Sẵn thông minh, vua mím môi để khỏi phải cười vì lời nói rắn rỗi, ý vị sâu xa xác đáng ấy. Tuy nhiên, vốn không ưa các sa môn, vua dằn mặt: Đây là lần đầu tiên ta tha cho một người dám gặp mặt ta trước giờ ta chiêm bái thần miếu. Hãy đi đi, cút ngay cho khuất mắt ta. Tôn giả Ca Chiên Viên chào vua rồi liền rẽ bước vào rừng cây khuất dạng. Ác Sanh Dương mỉm cười quay ra bảo hai viên thị vệ: Hai người phải giả dạng thường dân theo dõi gã trọc đầu ấy, xem hắn ở đâu, làm gì, người như thế nào. Xong, về báo cho ta rõ. Thử ra mắt vua xong, Tôn giả Ca Chiên Viên tìm nơi gò cao vắng vẻ ngồi tham thiền nhập định, hằng ngày khất thực nuôi thân. Được thí chủ cúng hiến món gì, ngài đều chia cho hai tấn sĩ rất thân cận thường xuyên học hỏi với ngài. Mỗi buổi cơm, ngài đều nhín bớt phần ăn cho loài cá kiến. Dù là ở nơi hoang vắng, ngài vẫn giữ giới hạnh tinh nghiêm, đi đứng và ngồi oai nghi đầy đủ. Đời sống của ngài thanh cao như một tấm gương trong sáng, không một chút bụi trần. Sau một thời gian dò xét, hai tấn sĩ thám thính ấy trở về cho vua hay các việc làm của Tôn giả Ca Chiên Viên. Một hôm, vua truyền thỉnh Tôn giả vào thành dọn một bữa ăn rau đạm bạc cúng dường. Khi thọ trai xong, vua bèn hỏi: Ngài dùng bữa có ngon không? Tôn giả đáp: Ăn được nên cảm thấy no đủ. Ngày sau, vua liền cúng dường toàn những món sơn hào hải vị sang quý và cũng sai người đến hỏi thăm Tôn giả coi có vừa miệng thích ý ông không. Tôn giả vẫn đáp y như trước. Vua lấy làm lạ, thân hành đến: Này Sa Môn, vì sao trẫm hiến các món ngon dở ông đều bảo là nhờ ăn được nên thấy no đủ? Tôn giả đáp: Thì như lọ lửa, dù chùm củi trầm hương hay rác rến, thảy đều để đun cháy. Thân này cũng vậy, vì món ăn ngon dở cũng để no bụng là cùng. Thân này như chiếc xe, chẳng can mùi vị đốt, mỡ dầu thơm hoặc hôi, chỉ dùng để trơn cốt. Vua nghe ông kể gật đầu, nhận Tôn giả là người đức lớn. Bấy giờ vua dùng lại cách trên để thị thức cho các thầy Bà La Môn danh tiếng trong nước, hầu so sánh đức độ của đôi bên. Các thầy Bà La Môn thấy người đem dâng những món ăn tầm thường thô đạm thì sanh lòng oán hận, nguyền rủa thậm tệ. Lần sau được vua khoản đãi các thức ăn quý giá thì vui mừng chúc tụng đủ điều. Vua thấy các thầy Bà La Môn đối với món ăn còn sanh lòng hờn giận ghét ưa, quả đã kém Tôn giả Ca Chiên Viên rất xa. Từ đó mối ác cảm xưa đã tiêu tan, vua bắt đầu kính ái Sa Môn. Thời gian lần lượt trôi qua, danh đức Ca Chiên Viên càng lan rộng, Tôn giả được tự do đi khắp nước. Người cha ngoại giáo tại Xích Thôn có gia đình Hoa Kiều nọ. Người vợ và hai con gái đều theo Phật giáo, là đệ tử ngài Tuyên Hóa. Nhưng ông chồng gần 70 tuổi lại là con chiên ngoan của Chúa. Mỗi bên từ quý đạo của mình nên khó thể dung hòa. Số là người chồng trước ở Đài Loan, do làm ăn thất bại, công ty bị phá sản, không thể bồi hoàn số nợ bạn bè đã hùn vốn, nên ông phải đem toàn gia qua Hương Cảng. Nào ngờ một năm sau lại chạm trán chủ nợ tại đây. Mặc dù lúc ấy bọn họ không đòi nợ, song cũng đủ khiến ông lo lắng bất an. Dù suốt 6 tháng không có chủ nợ nào mò đến gõ cửa, nhưng ông rầu lo đến đêm không thể ngủ, sức khỏe suy sụp.
Thế là ông lại di dân qua Sithôn ở Mỹ. Tính đến nay đã mấy năm không gặp phải người quen Đài Loan nào. Dù vậy, mỗi khi ra đường là ông mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét, nhìn tứ phía, tâm hãi hùng như kẻ trộm. Do cả đời ông sự nghiệp không thành, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ con, nên sống không vui vẻ thoải mái. Vì vậy mà hai cô con gái mới hỏi Quả Lâm về chuyện của cha mình. Quả Lâm giải thích: phụ thân hai vị đời quá khứ có phúc báo rất lớn, ông được thừa hưởng gia sản kết xù, mọi mặt đều có người lo liệu, có thể nói là ngày ngày thu vô cả đấu vàng. Nhưng ông làm gì cũng không hỏi ai, chỉ biết dung tay tiêu tiền, dốc sức hưởng lạc. Trong nhà còn nuôi một số gian nhân mặt khách ăn bám theo, thường tụ họp vui chơi yến ẩm. Ông nhiều lần tổ chức trò chơi, cho thả hàng trăm con chim có đeo vàng nơi chân chúng. Hễ ai bắt được chim thì thưởng luôn vàng đó, khiến mọi người tranh nhau giành bắt. Riêng ông ngồi đó ngắm nhìn tiêu khiển. Số khách kiếp trước theo ăn bám ông, đời này cũng tụ hội quanh ông. Nhờ ông còn phúc dư nên còn duy trì sự nghiệp. Những kẻ hùng vốn với ông toàn là đám thực khách kiếp xưa theo ăn của ông. Này do trả nợ mà tìm tới, cho nên dù có xảy ra công ty bị thất bại, họ vẫn không đòi nợ ông. Dù biết ông lìa quê để trốn nợ, họ cũng không có tâm truy đuổi chiếm đoạt. Nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ, họ cư xử như vậy đều thuộc về nhân quả. Phần mẫu thân và hai chị em cô kiếp xưa đều là thê thiếp của ông, cho nên đời nay không những rất muốn chăm sóc ông mà còn phải lo kiếm tiền cho ông xài. Tất cả đều thuộc nhân duyên túc thế. Chúng ta nếu muốn sống hạnh phúc thì nên dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, buông bỏ tất cả ân oán thế gian. Thời gian chúng ta sống trên đời không nhiều, hãy chân thành lễ bái khoảng ba bộ lưng hoàng sám, có thể giúp tiêu trừ vô lượng tội nghiệp. Lấy lời đăng tứ chủng thanh tịnh minh hối để noi theo, chọn pháp tu thích hợp với mình, đừng phí thời gian bàn phải quấy mình hay dở của người. Phải biết quán tự tại, tự quán xét mình mới là Bồ Tát. Quán tha tại, dòm xét người chính là phàm phu. Đừng hễ ở nhà là thấy chồng không tốt, bà xã không hay, toàn bới móc khuyết điểm. Đừng vào công ty là thấy anh Lý chẳng đúng, chú Trương sai, ai cũng xấu. Quy y Tam Bảo rồi, chớ cho Trương cư sĩ quá dữ, ông Lý quá hiền, bà Dương chỗ nào cũng chướng mắt. Vào chùa thì thấy Đại Hòa Thượng vô tích sự, Nhị Hòa Thượng chẳng tu, Tam Hòa Thượng chẳng giữ thanh quy. Tóm lại chỉ có mình ta là tốt đúng nhất. Người như vậy là chỉ biết quán tha tại, chẳng giỏi quán tự tại, cho nên trong mắt chứa toàn lỗi người, đầy bụng toàn là than quán, chỗ chỗ đầy phiền não. Thế thì làm sao có thể sống tự tại được? Nếu thường quán tự tại thì phải luôn tự tỉnh, chẳng để phạm lỗi, hằng thấy tất cả là Bồ Tát. Hành được vậy thì sống ở đâu cũng tự tại, lúc nào cũng hưởng pháp hỷ sung mãn. Đây chính là cách tu tốt nhất. Trong Tâm Kinh nói, Bồ Tát quán tự tại, quán sát thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều hư huyễn là không, hành trì bền bỉ, khai mở trí tuệ, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài tuyên hóa giảng, chỉ cần thấy lỗi của mình, không thấy chỗ sai của người, phải xem tất cả bình đẳng, thương như nhau, đồng thể đại bi. Có thể quá khứ ta cũng đối họ như thế, nên hôm nay họ mới đối với ta như vậy. Nếu nghĩ được thế này thì việc gì cũng hóa giải được. Đại sư Ấn Quang dạy, nếu thường thấy lỗi mình và kịp thời sửa sai là đang đi trên đường Bồ Đề. Chúng ta sống hòa hợp quan hỷ, diễn ly phân biệt, không nghĩ quán thân mới là diệu pháp giải quán kết. Người tu hành đối với việc bị phỉ báng và công kích như thế nào? Sư Vĩnh Gia trong Chứng Đạo Ca có dạy chúng ta, mặc người phỉ báng nói xấu bạn, nếu họ làm vậy cũng giống như cầm lửa muốn đốt trời, tự phí công thôi. Khi chúng ta nghe lời tục tằn xấu ác thì hãy vui như uống cam lộ, bởi vì người đang giúp ta tu thành tựu. Làm được vậy gọi là tiêu dung. Tiêu là tâm thể hóa giải tất cả chướng ngại, tâm cùng hư không hòa thành một, có thể dung chứa tất cả. Nếu làm được như thế, bạn sẽ chứng nhập cảnh giới bất tư nghị. Những lời ác khẩu tổn hại kia thực giống như tư lương giúp ta tu hành, là thiện tri thức của ta.
ta không nên vì những lời dèm chê phỉ báng mà sinh phân biệt quán thân. Bằng không sao có thể phát huy sức mạnh vô sinh nhẫn. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối mọi quán kết cùng chúng sinh, dùng tâm từ đối đãi thì ác duyên sẽ quá dài. Ví dụ như con muỗi, ta không nên cho là nó có chủ ý muốn hút máu. Người đã tiêu nghiệp chứng sẽ không bị chúng cắn, bởi vì không còn thiếu nợ chúng. Cặp vợ chồng trí thức. Tại Hàng Châu, tôi từng gặp một đôi vợ chồng trí thức, học vấn cao, giàu có sung túc. Họ có một con trai, tốt nghiệp đại học xong thì cứ ở lì tại nhà, bắt cha mẹ nuôi. Dù có nhiều công tác ngon mời tham dự mà chẳng chịu làm. Hàng ngày cậu cứ ra ngoài ăn nhậu vui chơi, khi về thì ngửa tay xin tiền cha mẹ, không cho thì gây ầm náo, ném dở đồ đạc, thậm chí còn tuyệt thực để yêu sách. Cha mẹ cậu chỉ biết thuốc thủ bó tay. Điều khiến song thân lo nhất là trong phòng cậu dán đầy ảnh phụ nữ khỏa thân. Hàng ngày mỗi sáng sớm cậu xả ra cả bãi tinh dịch trên giường, nhưng chẳng thèm thu dọn, toàn để cho mẹ thanh lý. Thậm chí khi nhà có phụ nữ đến, cậu ra đứng lì tại phòng khách, mắt dán chặt vào họ, một tay dùng báo che hạ thể mình, còn tay kia thì thủ dâm. Khi đó người mẹ vừa thuộc chuyện này cho tôi nghe vừa khóc, còn người cha thì mặt mày căng thẳng không nói tiếng nào. Tôi tâm tư rất nặng nề, không thể nói là cảm thông mà là cảm thán, lại còn phải ráng kìm cơn phẫn nộ. Đối diện với hai vợ chồng đang giọng ngóng mong chờ cứu rỗi, tôi hạ thấp giọng hỏi thật nhỏ: có phải hai vị thường xem phim xét? Xem rất nhiều. Cả hai lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Họ ngây người nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Hai vị muốn biết nhân quả đời trước giữa mình với con trai không? Ánh mắt người mẹ nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi hỏi tiếp: các vị có muốn biết đời quá khứ mình đã từng làm gì không? Cả hai lộ vẻ rất cao hứng đáp: dạ rất muốn ạ. Được rồi, tôi sẽ kể rõ cho các vị nghe. Hai người đời trước cũng là vợ chồng, đồng mở một kỷ viện. Con trai các vị hiện giờ kiếp đó là con gái một nhà nghèo, bị các vị mua về ép con nhà lành làm gái điếm. Trước tiên hai vị buộc nó tiếp khách ban đêm, sau đó vì ham tiền ép nó ban ngày cũng phải tiếp khách. Tiền nó bán thân tất cả dành để cung phụng hai vị ăn uống vui chơi. Do vậy mà hai vị thiếu nợ nó rất nhiều, bây giờ phải trả nợ là lẽ đương nhiên. Kiếp này con trai mình thủ dâm thì hai vị thấy đau lòng, sao không thử nghĩ xem cô con gái kiếp trước từng bị các vị ép bán dâm cả ngày lẫn đêm đó, cảm thọ cô ta như thế nào. Những gì hai vị chứng kiến bây giờ đều là quả báo nhẹ. Tương lai lúc các vị bị bệnh, thân thể không còn mạnh khỏe, cử động khó khăn, thì hắn sẽ còn rất nhiều màn kinh khủng để biểu diễn cho các vị xem. Tôi nói bình thản nhưng nghiêm nghị. Hai vợ chồng nhìn nhau. Người mẹ gượng cười nói: chúng tôi làm sao có thể mở kỷ viện được chứ ạ? Ngẫm nghĩ một hồi, họ hỏi tiếp: xin ngài dạy chúng tôi phải làm sao để con trai mình thay đổi. Bọn họ đã tin lời tôi nói. Tôi bảo: muốn con thay đổi, trước tiên bản thân mình phải thay đổi 4 điều. 1. Hai vị phải chân thành sám hối tội ác đời quá khứ, mở kỷ viện ép gái nhà lành bán thân. 2. Phải lập tức thiêu hủy ngay tất cả các sách, truyện, băng, đĩa, phim ảnh đồi trụy mà các vị đang cất giấu trong nhà. Thực sự thì con trai các vị đã phát hiện ra và nhìn thấy hết. Vì vậy, nó luôn thừa lúc các vị đi vắng, ở nhà lén lấy mở ra xem. Đời này, hai con trai mình sinh tật thủ dâm, trách nhiệm đầu tiên, lỗi lầm trước hết là ở nơi các vị. Cộng thêm các tội cũ chưa cải hối, ắt phải gánh lấy ác quả. 3. Từ nay trở đi, hai vị cần bỏ thuốc, bỏ rượu, dứt tuyệt đồ mặn và thề ăn chay trượt, không ăn cả ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén. Hàng ngày sớm tối gì cũng được, phải quỳ trước bàn thờ Phật nhà mình, thành tâm sám hối tội đời trước đã làm hại nhiều cô gái. Sau đó
mỗi người phải vì bọn họ tụng kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Ngày ngày kiên trì tụng, nhất định sẽ có kết quả hay, không thể nghĩ lường. Tâm thành ắt có kết quả nhanh, tâm tán loạn ắt có kết quả đến chậm. Tự mình phải nỗ lực thôi. 4. Phải làm nhiều việc phước thiện như phóng sinh, in kinh sách và dốc sức giúp người đoạn ác tu thiện. Chưa được 2 tháng, lúc tôi gặp lại họ, thấy người mẹ mặt mày hớn hở, vui vẻ báo tin con trai họ đã thay đổi rồi. Sau khi họ tụng xong bộ kinh Địa Tạng thứ 7 thì con họ không còn tật xấu tà dục nữa, cháu chuyển biến rất mau, còn siêng năng làm việc nhà, hàng ngày còn vào bếp làm cơm cho họ ăn. Hiện cháu đang được công tác thích hợp, đã có ý muốn đi làm. Tôi nghe xong thật là mừng cho họ. Bà còn hỏi tôi, có phải từ nay mỗi ngày tôi nên tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh? Tôi nói, được vậy thì rất tốt. Kinh Địa Tạng luôn hợp căn cơ với các loài. Chỉ cần khéo giữ giới, triệt để dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trượng, thì lúc bạn tụng kinh, chúng sinh đều sẽ đến nghe kinh thọ ích, chiêu dời công đức không thể nghĩ lường. Lâu dần thân thể sẽ càng lúc càng khỏe, sống an, tăng thọ. Hơn nữa, nếu siêng tu tinh tấn, đời này có thể thoát ly tam giới. Hai vị đều cười, pháp hỷ sung mãn. Từ vô thị đến nay, chúng ta và tất cả chúng sinh tạo vô lượng quán kết. Chỉ có lìa phân biệt quán thân, hành Bồ Tát Đạo, dùng nguyện từ bi, cứu độ tất cả chúng sinh, chân thành sám hối mới có thể tội nghiệp tiêu trừ. Tại đạo tràng Hòa Thượng Thể Quang ở núi Thanh Nguyên, có một ao phóng sinh. Cả đoàn chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào điện bái Phật thì bỗng nghe có người nói, ô, cá ở đây nhiều quá. Mọi người liền tới xem. Lần đầu vừa nhìn vào ao thì thấy trong đó có vô số người xuất gia đang bơi lội qua lại, có đủ già trẻ. Lớp thì trêu đùa nhau, lớp thì gây cãi. Nhìn lại lần nữa thì toàn là cá. Trong nhóm chúng tôi có người hỏi cá, các vị là tăng chúng từ đâu, sao lại bị đọa làm cá trong ao phóng sinh này? Đám cá đáp, chúng tôi đều là người xuất gia bao kiếp nơi chùa này, do phạm đủ tội nên bị đọa vào địa ngục thọ khổ, tùy theo lâu bao, khi tội mãn thì đầu thai làm cá. Do quá khứ cùng chùa này có duyên nên được các cư sĩ mua đem về phóng sinh trong ao này. Do vậy ngày ngày thính pháp nghe kinh, đời sau có thể làm người xuất gia tu hành tại đây. Cầu xin quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi. Thế là chúng tôi vào đại điện sám hối thay cho chúng, nguyện cầu Phật lực cứu bạc lũ cá trong ao sớm được mang thân người xuất gia tu hành, thoát đi tam giới. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể cũng đã từ ba cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà đến nhân gian này, nhờ được minh sư khai thị mới biết đoạn ác tu thiện và học Phật. Sau khi tôi học Phật được 1 năm thì tiếp được điện thoại của Ngài Tuyên Hóa từ nước Mỹ xa xôi gọi qua. Ngài còn bỏ tiền ra mua vé mời toàn gia tôi qua Mỹ đến vạn Phật thành. Lúc đó tôi mừng tới nỗi suốt mấy ngày không ngủ được, bởi Ngài Tuyên Hóa là vị cao tăng vang danh thế giới, sao có thể biết và gọi điện cho một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi. Đây có thể nói là duyên số. Trước kia đã từng có người tiên đoán cảnh báo là sau này tôi sẽ trở thành đồ đệ một vị sư ở Tây Phương. Vậy nước Mỹ chẳng phải là Tây Phương sao? Có lẽ thời khắc nào người cùng người tương ngộ với nhau, nhưng duyên ấy sớm đã được định sẵn hết cả. Xem kinh Phật rồi mới biết, bất kể thiện hay ác duyên đều do kiếp quá khứ có duyên, nên đời này mới có dịp tương hội. Nếu đời này không hiểu, không biết chuyện ác duyên thành thiện duyên thì quan trái sẽ kết càng sâu, và đời sau bất kể gặp nhau ở đâu, oán hận càng tăng kịch liệt. Chúng ta thường gặp qua chuyện này. Có người mình vừa mới gặp, bất kể họ anh tuấn mỹ lệ đến đâu, trong lòng ta vẫn thấy không chút thiện cảm, thậm chí còn nổi lên niềm ghét khó ưa. Còn có người dù ta mới gặp, tuy họ không có gì xuất chúng, nhưng không hiểu sao lòng mình lại rất mến mộ, ưu ái. Loại cảm giác này là do tác động của thiện duyên hoặc ác duyên chi phối, lưu ảnh hưởng kéo dài từ tiền.
ngài viện trưởng Đại Y Viện. 3 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Hà Bắc. Một cư sĩ mời tôi đến thăm ngài viện trưởng Y Viện Nhân dân. Ông được mọi người ca ngợi là một viện trưởng tốt. Mấy ngày trước, ông bỗng đau tim và bệnh phát tác nhanh đến không còn có thể nói năng, cử động gì được nữa. Hiện ông đang nằm truyền dịch trong bệnh viện. Các bác sĩ chẩn khám đều nói không thể phẫu thuật, nên không cần chuyển đến viện nào khác nữa. Tôi vừa bước vào thì thấy mũi ông thở dưỡng khí, tay đang truyền dịch. Hai cô con gái khoảng chừng 36-37 tuổi đang ở cạnh bên chăm sóc. Lý cư sĩ nói nhỏ vào tai ông: "Viện trưởng, có cư sĩ Quả Khanh đến thăm ông nè." Chỉ thấy ông từ từ mở mắt như kiếm tìm. Hai cô con gái kinh ngạc reo lên mừng rỡ: "Ô, ba mở mắt được rồi." Họ kể từ khi thân phụ bị bệnh tới giờ, đây là lần đầu tiên ông mở mắt. Tôi đến trước giường chắp tay hỏi thăm. Các cư sĩ giới thiệu cho ông biết tôi là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời, và hỏi ông có muốn nghe tôi giải thích nguyên nhân căn bệnh không. Ông trả lời bằng ánh mắt nhìn chứa đầy vẻ khát khao muốn biết. Thế là tôi giải thích cho ông nghe lý nhân quả báo ứng thiện ác, rồi hỏi ông có tin không. Ông bắp máy đôi môi lộ vẻ động tình. Tôi hỏi ông có muốn nghe tôi nói những lỗi sai ông đã phạm phải cũng chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này không. Ông mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Thế là tôi hỏi có phải ông rất ưa ăn tim heo, gà, vịt và tim các loài vật khác. Ông biểu lộ đúng như vậy. Tôi lại hỏi ông là một viện trưởng sống liêm khiết, thực tâm giúp người, chẳng hề muốn thu tiền tài của họ. Nhưng khi người khác cương quyết biếu xén và đem lễ tạ đến đặt tại nhà ông cũng không từ chối, phải không? Viện trưởng lộ vẻ rất cao hứng, bắp mái môi phát âm ra tiếng: "Đúng." Tôi giải thích hai điểm này là nguyên nhân phát bệnh của ông. Hiện tại ông đã biết mình sai chứ? Ông gật đầu. Ông niệm theo tôi câu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần được không? Ông lại nói ra chữ "được". Thế là tôi nắm bàn tay phải ông, niệm từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù ông không thể phát âm rõ ràng, nhưng cũng gắng niệm theo. Tôi hướng dẫn ông đọc Tam Quy: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cuối cùng tôi hỏi ông: "Ông có chịu xuất tiền ra nhờ con mình phóng sinh giùm chăng?" Ông tỏ vẻ đồng ý. Hai cô con gái đều nói họ không rành làm việc này. Các cư sĩ có mặt đều nhiệt tình bày tỏ thiện ý sẽ làm giúp thay cho. Tôi bảo ông: "Các cư sĩ này đang tính in kinh sách Phật. Nếu ông bỏ tiền thu lễ của bệnh viện ra in kinh sách thiện cho người thì có thể giúp tiêu trừ tội nghiệp, bệnh ông sẽ mau lành." Ông tỏ vẻ đồng ý. Các cư sĩ hỏi: "Ông muốn góp bao nhiêu?" Ông đưa lên 3 ngón tay, miệng mấp máy: "3 vàng. Chúng tôi biểu thị sự tán thán, ông biết sai chịu sửa lỗi. Trước khi chúng tôi đi, ông còn ráng giơ tay vẫy chào tạm biệt. Tôi cúi xuống nói vào tai ông: "Dù nằm trên giường cũng có thể niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp ông giảm thống khổ, bệnh sẽ mau ổn." Ông nhìn tôi như muốn nói ông hiểu. Mấy tháng sau, Lý cư sĩ gặp tôi báo tin viện trưởng đã mất rồi, lặng lẽ im lìm mà ra đi. Từ hôm cáo biệt chúng ta xong, ông không nói một lời nào nữa. Tôi nghe kể Lý cư sĩ đã hỏi con gái ông có muốn thực hiện nguyện vọng in kinh sách và phóng sinh của cha mình không, nhưng hai cô nín thinh chẳng trả lời. Tôi thở dài. Người ta thường nói con là chủ nợ tìm tới. Ngay lúc xác thân bạn không còn động đậy thì tất cả hết thuộc quyền mình quyết định nữa rồi. Vì vậy, muốn liễu sinh thoát tử, chúng ta phải lo tu tập khi thân đang cường tráng. Mỗi người cần phải tự cố gắng. Do chúng ta bị vô minh, tham, sân, si che mờ trí, cho nên mới tạo ra vô lượng quán. Chỉ có chân chính sám hối, nương lực diếp thọ của chư Phật, Bồ Tát mới có thể tiêu trừ. Sám dân, tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích: từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si
kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả nên họ thật đáng thương, và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã, còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say, giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là
Nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm. Hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, thời báo Sinh Mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng, so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu, là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn, nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh, sao không thử động não ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân, chết rồi không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn, nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh đeo quấn lấy họ chờ dịp báo oán. Thậm chí chúng còn giá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết chạy thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu.
nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng, vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng, dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày, ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì, thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích. Trong nhiều kinh Phật thuyết đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ. Toi mạng ngoài ý muốn, đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên, người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán thán, cũng khó thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ Bát Nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tín thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ báng các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích. Kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường. Kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai, khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác, nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng.
gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào nên tôi không biết đến Phật pháp, hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi chi, chỉ nghĩ chết là hết. Vì vậy tôi quan niệm sống là cứ tận hưởng hạnh phúc quan lạc. Do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu, mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này, nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình. Vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người, nên điều đầu tiên là phải tận dụng nó. Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, mà tôi thì thích có nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả. Tất nhiên các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia, vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi. Chuyện tình cảm tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết. Mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ, nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi. Tôi có bề ngoài duyên dáng quý phái cộng với nhan sắc diễm lệ, thì tôi tha hồ muốn gì có đó. Vị đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích, tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu, hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục, đáng xấu hổ. Trước mắt tôi sống như một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống. Từ 18 đến 24 tuổi là 6 năm tôi sống như bà hoàng. Như tôi đã nói, có nhan sắc là có tất cả. Tôi là cô gái thực dụng, người si mê tôi có rất nhiều. Nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ suy tình chút chút để giải trí. Còn ai muốn tôi ngó đến thì trong túi phải đầy ắp tiền. Tánh tình tôi hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi. Tôi là đứa con không có hiếu, không biết kính già yêu trẻ. Đối với người già, tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng, có chết đi thì cũng tốt. Đối với cha mẹ, tôi ngỗ nghịch hay cãi, ngang nhiên trả treo. Mấy mươi năm nay chưa từng đem tiền về nuôi song thân, cũng không thương em út, toàn là gây cãi không ngừng. Nhìn ai tôi cũng thấy họ không tốt. Khi tôi 25 tuổi, nghĩ mình không còn trẻ, chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa. Thế là tôi cắt đứt quan hệ, chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng. Sau đó tôi vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật tạo hình thể giả, minh chứng mình là gái tân. Làm vậy để sau này nếu có quen bạn trai mới, tôi tha hồ qua mặt, thoải mái đóng vai gái nhà lành. Cuối năm đó, một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi. Thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt, tiền nhiều, giàu có, nên tôi đồng ý quen. Cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng. Vì một khi đã quen thói buông thả thì khó mà thu thúc giữ gìn. Giao du với anh chàng nhà giàu được mấy tháng, chưa làm lễ kết hôn thì tôi và anh ta đã vội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim xét, thưởng thức toàn văn hóa đồi trụy, nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm, thô tục, uế trược. Hai đứa có cùng chí hướng, đa dâm đa dục, vậy mà sống chẳng hạnh phúc. Cuối cùng do hay gây cãi mà chia tay. Chia tay được một năm, tôi thấy thân thể không khỏe, đi kiểm tra mới biết mình bị chứng cường giáp, bướu cổ, đau khớp, thị lực giảm, vân vân, đành uống thuốc chữa trị. Trong thời gian này, vì kinh tế túng bấn, nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài. Năm 27 tuổi, qua trang web hẹn hò trên mạng,
tôi quen một nam nhân. Vì đang cần kết hôn, sợ anh ta biết quá khứ của mình, tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiếp. Lúc này tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau, nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta. Kết quả chưa được mấy tháng, bất hòa phát sinh ngày càng lớn, phải chia tay. Lúc này tôi đã có thai, vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai. Sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai, tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân. Cảm thấy anh này quá hợp, thế là chưa đầy 3 tháng tôi đã kết hôn, sau đó lại ly hôn. Ly hôn rồi, vì cần người cung phụng vật chất, tôi tiếp tục gian díu thầm lén với một đại gia đã có vợ. Tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc. Sau này nhờ học Phật tôi mới hiểu ra. Tính tôi rất thích ăn mặc hở hang, tôi cho rằng ăn giận như vậy mới đẹp và hấp dẫn, mới thu hút tia nhìn của người khác giới. Khi giao du, tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa, chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình, tay nắm chân chạm. Tôi mang một nhan sắc đẹp, nhưng tâm tư thì băng hoại, vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm. Dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết. Vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ mà thiên hạ vốn ưa bàn tán xầm xì, nên một đồn 10, 10 đồn 100. Rốt cuộc ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi, biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn, nên tất cả đều xem thường tôi, luôn dè biểu sau lưng và coi tôi như ôn dịch. Cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt, xem như tôi đã hủy hoại danh dự cả nhà. Tôi bị sốc nặng vì dư luận khó kham. Tôi đã tự sát nhưng không thành. Lúc đó tâm tư tôi như muốn quá điên, vì thấy đời mình xem như chấm hết. Ban ngày thì đầu óc hỗn loạn mê muội, đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt, tinh thần bị đả kích rất mạnh. Chừng cường giáp trị lành trước đây lại tái phát, tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều. Nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc, tôi lại càng buồn khổ khi thấy mình thui thủi cô đơn, sống mà giống như đã chết. Từ đây hết mong gì có ai yêu tôi, hỏi cưới tôi đường hoàng, một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui. Ngẫm nghĩ, tôi cáo tiếc, bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rủa những người đã thèo lẻo hút tung tin về đời tư của tôi. Chưa hết, tôi còn lên mạng vào những trang nét vô văn hóa, dùng đủ lời lẽ tục tiểu dơ bẩn để mạ lị người. Tôi hành xử giống như một kẻ điên, tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi, đắc tội với tôi. Tôi nguyền rủa họ, dùng những ngôn từ tục tằn khó nghe để trả thù trút hận. Bây giờ nhớ lại, thấy mình tạo nghiệp trên mạng thật rất đáng sợ. Do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy. Ngoài tai tiếng, nhan sắc tôi còn bị xuống cấp, xấu dần đi. Để tránh dư luận, tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa. Hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại, bệnh tật, hệ thống miễn dịch thấp, dễ bốc hỏa, máu huyết không đều, âm đạo viêm, thị lực giảm, vân vân. Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường hoảng hốt, luôn có cảm giác sợ sệt. Những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương, tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn, chẳng biết gì. Tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ cứ nhìn chằm chằm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị
thời tôi trụ tại điểm cao của tà dâm, đã từng có ý nghĩ dù tôi có hút ma túy cũng chả sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Bây giờ tôi đang tuột dốc tận đáy xã hội, sống đơn độc, không con, không của cải, công tác không ổn định, chức vụ thấp, lương ít, thường đổi công tác luôn. Làm việc nhiều năm, vẫn là nhân viên quèn, bị người sai khiến, đi làm khổ như địa ngục. Mấy năm nay, tôi không có bạn bè, chung quanh toàn là ác duyên, tôi rất cô độc, không chồng, không xe, không nhà, không điền sản, chỉ có thể nương vào cha mẹ. Trước đây tôi là cô gái xinh đẹp mỹ miều, đằng đằng khí thế, giờ lại biến thành kẻ xấu xí ở tận đáy xã hội. Trong những ngày tháng đau khổ tận cùng, tình cờ tôi lên nét gặp những trang hoằng pháp của Phật giáo, xem truyện báo ứng nhân quả, nghe giảng pháp, rồi học tụng kinh, ăn chay, đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cảnh ngộ giống mình, thấy họ nguyện hoàn lương tu học theo pháp Phật. Tôi cũng tỉnh giác theo, tự thệ từ nay sẽ học Phật, hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ. Nhờ nghiên cứu giáo lý Phật, tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi gieo. Vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân. Do tính ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng người, nên tôi bị cô đơn, không bạn bè. Ác báo đã giáng xuống tôi rất công bình và tương xứng. Nhìn lại quá khứ khó kham, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực giới sắc, thệ ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung để cải biến cảnh ngộ và gắn tạo nhiều phúc điền. Sau khi quy y Tam Bảo, thệ ăn chay, nguyện sám hối, tu sửa và nghiêm trì ngũ giới được hơn một năm, thì mọi sự dần chuyển tốt. Khí sắc tôi cũng hồi phục, bệnh tật được bình ổn. Hiện tại tôi không còn khổ đau, càng hành Phật Pháp càng an lạc. Tôi không còn cô đơn, vì có nhiều pháp lữ đồng tu, chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt tình khuyến khích, dìu dắt tôi trên con đường đạo. Tôi viết bài này để phát lộ sám hối, bày tỏ lòng ăn năn chân thành, và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ. Xin đừng sống như tôi, xin đừng tà dâm, vì sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình, ác báo nhất định sẽ ập tới. Nếu không nhờ nghiên cứu tu học Phật Pháp, thì có lẽ bây giờ tôi đã vào diện tâm thần, hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi. Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ, đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa. Trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung. Chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu. Sau khi biết Phật Pháp rồi, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, không dứt bỏ mình nữa. Tôi thệ dứt ác tu thiện, nỗ lực làm người tốt, nguyện tận lực hành theo Pháp Phật, tuân giữ triệt để các giới Phật chế dành cho người tại gia. Tôi phát nguyện đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh. Khi sinh ra, dù mang thân nam hay nữ, nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết. Cảm ơn trang nét Phật học đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá, để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại. Sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời.